lẻ vậy xếp lại đi, xếp lại cái mã đó mã gì đi con Hương xếp nè, ba đứa ngồi lận mà chỉ Hương làm đi, nào không biết chỉ Hương đi. Hello các chị đẹp của em, ai đang coi like các chị vô like nha. Hello mấy chị luôn à, mấy chị nào đang xem like cho em xin một nút chấm bài chia sẻ like. Hôm nay em like xảo quần áo với lại mấy cái hàng lẻ lẻ mọi người. Chị nào thấy được live stream trực tiếp của bé anh các chị để lại cho em xin một cái nút chấm, một cái nút comment nha các chị nha. Chia sẻ like mà mạnh tay giúp em nha mấy chị luôn nha. Cho nhiều người xem giúp em mà chia sẻ vô hội nhóm giúp em nha mấy chị đẹp nha. Hôm nay chị Mai lau quần áo rất là nhiều đồ đẹp luôn đó mấy chị ơi. Không biết nhận được cái thông báo không ta. Dạ. Mấy chị ơi xem like cho em xin một cái chấm bài nha mấy chị ơi. Hôm nay chị Mai lau quần áo có đầm rồi áo rồi đồ đó thì cũng có nha mấy chị ơi, rất là nhiều đồ đẹp luôn ạ. Hello mọi người, nhận được thông báo của bé anh không ạ? Nhận được không? Có để có thông báo. Hình như có máy con sợi có nè. Chia sẻ like tương tác giúp em nha mấy chị nha. Mấy chị nào thấy thông báo của mấy người em có không? Nha. Không có luôn hả? Cái gì kỳ vậy ta? Vô like đi mấy chị. Chấp bài mà mạnh tay giúp em nha mấy chị đẹp nha. Trời, có mấy cái áo thun nam rất là đẹp luôn. Áo nam, áo nữ, đồ bộ. Với lại có mấy hàng là giống như là còn sót lẻ một hai cái á. Bây giờ mới thấy á mọi người. Các chị ơi, các chị thích cái nào trước các chị comment nha, áo nam hoặc là áo nữ hoặc là đồ bộ, các chị cứ comment ở trên like giùm em sẽ lên cho mọi người luôn. Mấy chị ơi vô chia sẻ like mình mạnh tay giúp em nha, đồ nào comment giúp em số phiếu chiều cao nha mấy chị nha, để chị mang lựa cho mấy chị đẹp. Hello các chị, sao nó cái cây này nhìn thấp thấp quá ta, cho nó gọn lên được không Phương? Gọn không? Hello chị Đinh Hạnh, chào mọi người. Nay vô gì có mười mấy người coi like vậy ta. Mấy chị ơi vô chia sẻ like mình mạnh tay giúp em nha mấy chị đẹp nha. Hay là like giờ này các chị không biết không? Ừ. Hello chị Đinh Hạnh nè, em chào chị Hoàng Long. Hello chị Thủy Tiên. Ôi hôm nay có một cái lô áo rất là đẹp ha mọi người ha. Nói chung là áo thun nhưng mà là hàng xịn. Có mấy cái là gần 8-900 luôn. Để lấy em like cho mọi người. Mấy chị ơi vô thấy được cái live stream của em á, mọi người share giùm em một cái nha chị ha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ lên áo nam. Bây giờ mấy chị thích là áo nam hay áo nữ hay là set bộ thì các chị comment đi, em sẽ lên những cái đó trước. Chị nào đang coi live thấy được với anh cho em xin comment nha. Dạ em xin chào chị Thiên Nguyễn là chị Nguyễn Nhung mà mấy chị ơi cho chia sẻ like nè. Hôm nay không nhận được thông báo Minh Anh ơi, chị Nguyễn Nhung rồi chết rồi. Mấy chị ơi share like giùm em đi cho nó nhận được thông báo giùm em cái nha. Dạ. Hello bé anh, chào chị Lê Hà, em chào mọi người. Mấy em nay không gặp, chị nào thấy được em các chị chấm chấm cho em cái nha. Rồi bây giờ em lên áo nam đi. Dạ. Em nên tiếp đồ nam cho mấy chị luôn nha, chia sẻ like cho em biết số ký của mấy bây chị giờ mình yêu cầu cái gì mình lên cái đó trước ha. Rồi ok, gì đâu mà có mười mấy người coi like vậy ta, chết rồi. Hay là Facebook hôm nay nó bị bóp tương tác nặng luôn rồi đó. Mấy chị ơi xem được like cho em xin một nút chấm bài nha mấy chị ơi, để chị Minh lên rồi cho mấy chị đẹp ạ. À. Xin chào chị Nguyễn Thị Phát ạ, à. Xin chào mấy chị đẹp luôn nha. Ai coi like chia sẻ like, có cái chai tinh dầu dưỡng tóc của tôi đang xài không ta? Có. Lấy mượn chai tinh dầu đi. Màu xanh đó không? Dạ em xin chào chị Bùi Chân Chân Bùi là mấy chị ơi tương tác mà mạnh tay cho nhiều. Hello mọi người, vô like cho em nha. Dạ em thấy chị Đinh Hạnh ạ. Hello, chào chị Thùy Châu Ngô. Dạ, em xin chào chị Lê Cẩm Thu luôn ạ. À. Hello, em chào chị Lê Cẩm Thu nè, mọi người ơi. Thấy được like của em, thả tim em cái đi nha. Thả tim mà mạnh tay giúp em chia sẻ vô hội nhóm giúp em cho nhiều người xem nha mấy chị ơi. Đúng là hôm nay không có nhận được thông báo luôn á, nên là người ta không có coi được like. Mấy chị ơi, thấy được like của em cho em xin comment cái nha. Mấy chị ơi, đã mua hàng bên em có đẹp không mà cho em xin comment nha mấy chị. Rồi, rồi. Hello chị Thùy Châu Ngô nè, em chào mọi người ạ. À. Rồi bây giờ em sẽ lên đầu tiên áo nam đi nha. Dạ. Áo nam là được có mấy cái thôi, hai cái thôi. Ôi áo nam này mắc lắm luôn. Ai mua được con áo nam này là hơi bị hờ nha, chỉ còn được hai cái duy nhất. Bây giờ em lên đầu tiên cái này nha, một cái duy nhất luôn. Dạ có lên đầm luôn á, mấy chị đợi em tí. Dạ. Bây giờ lên cho em đầu tiên mã số 1 đi mọi người. Dạ, lên giúp em mã 1 nha mấy chị đẹp nha. Có được một chiếc áo nam rất là đẹp. Áo này hàng hiệu nha, hàng xịn nha. Ai coi like chia sẻ like. Cái áo này ở ngoài shop treo bán rất là cao luôn. Cái Burberry này nè, ở ngoài shop treo rất là cao.
Sáng nay chị mới nhận vi tảo lăng kim, chị Thùy Châu Ngô. Chị có gì tối nay xài luôn nha. Chào mọi người, bây giờ chiếc áo này cho em là size XL. Áo nam này XL là dành cho nam khoảng tầm cho bé anh là 78kg đổ về, 75-78kg đổ về. Chớ rồi hôm nay không nhận được thông báo luôn, sao livestream quá ít người coi like quá ta. Dạ, lấy mấy nha mấy chị đẹp nha. Áo này là hôm bữa bé anh like có một lần, là hàng mới về là 250. Ai nhớ mẫu có cổ này hàng xịn, các chị cho em xin comment. Có like em sale rẻ nhất là 199.000. Dạ. Giờ còn một cái sale với chị luôn là 150. Quá rẻ không mấy chị ơi, lấy giúp em mã màu và 150 nha mấy chị đẹp. Burberry nha, mẫu này là xịn nha mọi người ha. Chị nào lấy các chị ghi giùm em là mã số 1. Áo nam phi size từ 45 cho tới 75-78kg, còn có đúng một cái mà cái màu này rất là đẹp luôn. Áo không có cổ nha mấy chị. 250, sale các chị còn có 150.000. Chị nào đang coi like, các chị vô like, các chị share like cho em cái nha mọi người ha. Lấy cái mã 150 nha mấy chị. Lấy cái này đi, cái này rất là đẹp, còn đúng một cái duy nhất luôn. Ai lấy ghi là mã số 1 là có đơn. Một dạ, cái à. Mã số 1 em chốt với chị Lê Cẩm Thu. Dạ có đơn. Rồi bây giờ em lên xen kẽ đầm áo, mấy chị thích lên gì các chị comment nha. Rồi lên cho em mã số 2 nè. Lấy cái mã 2 nha mấy chị đẹp nha. Cái con Tommy này là Tommy xịn nha mọi người. Áo nam áo nữ xen kẽ, các chị thích lên gì các chị comment. Dạ. Con Tommy này là Tommy xịn nha. Chỉ có được một cái duy nhất nha mọi người. Ai nhanh tay thì được nha, hàng xịn nha, em nói trước luôn. Dạ. Mẫu này cho em có độ co giãn và thoải mái rất là đẹp luôn, con quá Tommy. Tommy ạ. Ai lấy các chị comment mã số cho em, mã số mấy? Dạ lấy cho em mã 2 ạ. Hello chị Đinh Hạnh, áo này là mã số 2. Cái áo này là em bán là thiệt phải mấy trăm ngàn nha mọi người. Chỉ có được một cái duy nhất, mỗi thứ được một thôi. Ai lấy mã số 2 comment xả các chị luôn. Còn có một cái ha, xả các chị luôn 130.000 nha mấy chị. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy cho em mã 2 130 nha mấy chị ơi, màu đỏ lên rất là sale luôn. Mã 2 130, chị nào lấy mã 2 các chị lên cho em là mã số 2 ha. Chứ rồi nay like bị ẩn comment hay là tương tác rất là kém luôn á, không thấy người coi like đâu hết đó mọi người ơi. Lấy giúp em mã 2130 nha. Không nhận được thông báo hả ta? Sao kỳ vậy ta? Ôi kệ đi, like được ai coi là ai coi được thì coi nha mọi người ơi, share giùm em cái đi. Mã 2 nha, 130.000 Tommy. Dạ, lấy giúp em mã 2 nha mấy chị ơi. Áo này là nữ nha, phi size từ 45kg cho tới 65kg đổ về là mình ok luôn. Còn nếu mà nam thì khoảng tầm 72-75kg đổ về là mình mặc được mã này. Ai lấy ghi là mã số 2 cho em nha mọi người. Dạ, ha. 130 áo hung xịn cao cấp nha mấy. Nhớ nha. Cái này quăng riêng nha. Dặn quăng riêng là quăng riêng ở đây nha. Rồi ok, bây giờ lên mã tiếp theo. Ơi, mã số 2 em tặng chị Kiều Nguyễn. Dạ có đơn à. Mọi hôm là rất là nhiều người coi like luôn mà sao hôm nay mạng Facebook bị đơ sao trời. Có ba mấy người vậy ta. Mọi người ơi, tích cực share like giùm bé đẹp nha mọi người ha. Kiều Nguyễn có đơn rồi, lên tiếp tục mã số tiếp theo. Chia sẻ like tương tác bằng mạnh tay giúp em nha mấy chị nha. Chia sẻ vô hội nhóm cho nhiều người xem giúp em nha mấy chị. Ôi, có một cái sơ mi này nè của nam. Chị nào vừa, mã 2, mã 2 hot rồi. Chị Hân Giang ơi, rồi lên cho em mã 3 nè. Dạ, lên cho em mã 3 nha mấy chị đẹp nha. Mã 3 còn cái. Mã 3 này đẹp lắm á. Hồi trước là nhiều người dành lắm luôn. Mã số 3 nha mọi người ơi, share like giùm em. Dạ. Đây là cái áo này nè, vừa đi tập vừa đi chơi được luôn, và đặc biệt nữa mặc rất là mát. Áo của Nike. Dạ, lấy giúp em mã 3 nha mấy chị ơi, mà quá đẹp luôn ạ. Áo này là có độ co giãn 45 cho tới 65kg mình vừa luôn. Ai lấy ghi là mã số 3, xả cái chị luôn 130.000 cái. Lấy giúp em mã 3 130 nha mấy chị ơi, màu xanh rất là sáng luôn ạ. Cái màu mi này đẹp lắm luôn á mọi người. Áo này đẹp lắm á, hàng xịn nha mọi người ha. Chị nào lấy cái chị ghi là mã số 3 là có đơn. Co giãn cao cấp nha mấy chị ơi, lên form rất là đẹp ạ. À, lấy giúp em mã 3 nha mấy chị. Mã 3 nha, ai lấy cái chị ghi là M3 là sẽ có đơn ha, một cái duy nhất, sale 130 luôn. Dạ, của Nike nha mấy chị ơi. Ai lấy M3 ghi là M3 là sẽ có đơn, rồi lên tiếp tục mã số 4 nè mọi người. Dạ, lấy giúp em mã 4 nha mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em ạ. Lên giùm em M4 nha các chị ha. Dạ. Ai lấy được livestream các chị ơi, share like giùm em cái ơi, rồi áo nam tiếp rồi mọi người. Mấy thầy chị thích lên mã nào cùng với giúp em nha. Có một cái áo nam, áo này là áo sơ mi, dễ thương lắm. Mấy em này livestream bị mạng bị gì á, thật sự luôn, không thấy người coi like luôn á. Không nhận được thông báo mấy chị ơi, vô like mấy chị thấy được livestream của em, mấy chị share like giùm em nha mọi người. Dạ. Rồi lên tiếp tục cho em mã số 4 đi. Lấy em mã 4 nha mấy chị ơi, áo sơ mi ạ. Đây là một con Tommy. Tommy này em nói mấy chị nha, nó là Tommy Âu, 100% là Tommy chính hãng luôn, hàng xịn. Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt nữa, mã 3 cho Thanh Giang. Dạ có đơn. Mã 3 130 cho Thanh Giang, mã này là mã số 4. Chỉ có được một cái duy nhất. Ai nhanh tay là có.
Và con tôm mì này thì dành cho Nam khoảng tầm cho em là 72-73kg đổ về. Nếu chồng chị nào vừa hoặc con trai mình vừa thì lấy mã này nha. Mã này là hàng xịn nha. Mấy chị nhìn tách mỹ là mấy chị biết rồi. Hàng xịn nha mọi người ha. Ai lấy các chị ghi là mã 4, em sale tặng các chị luôn 150. Lấy giúp em mã 4 150 nha các chị ơi, rất là đẹp luôn à. 100% hàng xịn. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em. Và đặc biệt là nó sẽ có nút xay cua luôn. Mình nhìn mình biết hàng xịn nha. Mã 4 tặng chị Kiều Nguyễn có đơn. Rồi bây giờ lên mã 5 nè mấy chị ơi. Áo nam áo nữ có hết nha. Chị nào thích lên đồ nào các chị comment giùm em. Chia sẻ là tương tác với em nha mấy chị nha. Áo này dạ em chào chị Quỳnh Trang ạ. Hello chị Quỳnh Trang. Trời ơi, từ từ đợi em chút xíu. Em có size M, size L và size. Hôm nay em sale hết nha mọi người ơi. Vô like, sale like giùm em. Dạ. M, L. Em được 3 con luôn. Còn được 1 ít. Dạ. Em có size M, L. Size M thì dành cho những chị từ 56kg đổ về. Còn size L thì dành cho những chị nào mà tầm 63-65kg đổ về. Mình mặc được L cho em luôn. Nay nha mấy chị ha. Bây giờ mã này em sẽ tri ân luôn mấy chị xe like giùm mấy anh. Mã này rất là đẹp. Lấy giúp em mã 5 nha mấy chị nha, em có size à. Đẹp lắm luôn á, hàng Nike và Nike Hoa luôn. Cái này là hôm bữa xe là 170. Ai lấy ghi là mã mấy? Dạ, lấy giúp em mã 5 à. Chị nào lấy mã 5 em xe có chị trên live stream luôn. Mã 5 nha mấy chị ha, 130 ngàn luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy giúp em mã 5 130 em size giúp em nha mấy chị. Mấy anh có size M và size L. Và ai đó mặc được chất áo của nhà em rồi, thấy đẹp không mấy chị cho em xin cảm nhận nha mọi người ha. Dạ, áo xịn cao cấp cơ giản nha mấy chị ơi. Cực kỳ mát luôn. 170 hôm bữa xe 170, nay xe có chị 130. Ai lấy ghi là mã 5 là sẽ có đường. Giá rất là rẻ nha mấy chị ơi, lấy phê mã 5 130. Dễ thương lắm, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy mã 5 ghi là mã 5 nha, của Nai nha mọi người. Có size M và size L. M là 56kg và L là phi size từ 45 cho tới 65 cân mình đổ về. Dạ, màu trắng rất là dễ phối đồ nha mấy chị ơi, lấy xe mã 5 mà 130 kèm size giúp em. Ai lấy mã 5 ghi là mã 5 là có đơn ha mọi người ha. Rồi lên trang mã số 6 đi mấy chị. Dạ. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác giúp em nha mấy chị. Hello chị Bùi Liên ạ. À. Em chào mọi người ạ. À. Chào tất cả các chị đang coi like. Rồi mã 6. Ui mã này đẹp nha. Một cái áo nam mấy chị ơi. Màu quá đẹp luôn mấy chị ơi. Một cái áo nam mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Áo nam màu màu xám rất là dễ thương. Dạ. Có chị nào mua cho nam con trai mình hay là ngay bản thân mấy chị mặc con trai hoặc là chồng mình mặc không mấy chị? Dạ, lấy giúp em mã 6 nha mấy chị đẹp. Mã này khoảng tầm 73kg. Ai 73kg đủ về lấy được cái áo này nha mọi người ha. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ, lấy giúp em mã 6 nha mấy chị ơi, mặc màu xám rất là sang nha mấy chị. Ai lấy mã 6 xả các chị trên livestream giùm em là mã này à, xe có chị đi 150 luôn, 250 xe còn 150. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 6 150 nha mấy chị nha. Mã 6 150 à, ai lấy mã số 6 các chị ghi là mã số 6 giùm em là sẽ có đơn ha mọi người ha. Dạ. Áo nam mua cho con hoặc chồng đều mặc được, áo cổ rất là đẹp luôn. Ai lấy ghi là mã số 6 là sẽ có đơn. Dạ. Sale mấy chị 150.000 luôn. Ai lấy ghi là M6 cho em nha mọi người ha. Hôm xịn cao cấp nha mấy chị ơi, mang rất là thoải mái. M6. Lấy em mã 6 150 nha mấy chị nha. Áo hề luôn. Cái đầm này đẹp giả man, hôm bữa chốt không có đủ chốt luôn. Khách đặt hàng bơ mấy chị. Ai lấy cái đầm này lấy nha mọi người. Dạ. Cho cái móc đi. Ai coi like share like giùm em nha. Mã em lấy tiếp mã 7 nha mấy chị đẹp nha. Trời ơi, áo này đẹp lắm. Để em coi áo nam có size 80kg không em lên liền. Rồi lên cho em cái đầm này luôn. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cái đầm này đẹp lắm luôn á mấy chế. Đầm này là cực kỳ xinh luôn và đầm này cho em là đầm Gucci. Nó phi size từ 45kg cho tới những chị nào 70-mấy kg mặc được luôn. Là nó sẽ có độ co giãn ra theo form người của mình luôn. Mặc ốm đi mặc cũng được và form rất là đẹp. Ai lấy mã mấy? Dạ, lấy em mã 7 à. Hôm bữa quá trời người chốt không được nè. Ai lấy mã này giùm em, hàng này hàng Hồng Kông nha, hàng Thẩm Quyến nha. Chị nào lấy cái đầm này sale có chị luôn 199. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 7 199 nha, họa tiết rất là sang nha mấy chị đẹp nha. Đẹp lắm luôn và bao nhiêu ký cũng vừa, mẫu này lên mặt xinh lắm luôn, đầm Gucci các chị. Coi coi giảm thoải mái rất là dễ mang nha mấy chị đẹp ơi, lấy em mã 7 199 nha mấy chị. Ai lấy mã 7 ghi giùm bé anh là mã 7 là các chị sẽ có đơn nha, 199 ngàn một cái đầm thôi, rất là đẹp luôn và cực kỳ xinh. Lấy rất là gọn người, chất vải rất là mát nha mấy chị ơi, chỉ có giá 199k. Ai lấy mã số 7 ghi là M7 là sẽ có đơn nha, một cái thôi mấy chị. Hết hàng luôn rồi đó, còn một cái duy nhất.
M7 nha mọi người ha. Mấy chị ơi vô chia sẻ like tương tác giúp em trên một dấu chấm bài nha mấy chị ơi. Mở cái này cái này kỳ hồi nãy bị bơm đúng không? Ba cái bị bơm hôm bữa phải không? Dạ. Thôi sao lỗ luôn đi. Sell đi, xả hàng đi. Chơi luôn đi, chơi luôn đi, kệ đi. Nãy xả nhiêu vậy? Ba cái này hôm bữa không bị bơm đúng không? Rồi coi coi size giùm đi. Ê tăng cái máy lạnh lên đi, lạnh quá chịu không nổi luôn á. Duyên ơi tăng lên Duyên. Rồi mấy chị, riêng mã này là em đã bán một lần rồi mà em bị bom. Hồi nãy em sale 130 rồi. Bây giờ chị nào lấy em sale với chị luôn. Có size gì quên rồi. Dạ M và L ha các chị ha. Bây giờ mã này em sale với chị luôn 99.000. Ai comment nhanh tay được nha mọi người ha. Để giúp em mã 599k nha mấy chị đẹp nha. M5 99.000 có được 3 cái duy nhất bị bom, 2 cái L và 1 cái M hết hàng luôn. Sale lỗ các chị luôn, đẹp lắm luôn, sale 99k. Dạ, nhanh tay giúp em nha mấy chị ơi, lấy giúp em mã 599k thôi là sale quá rẻ luôn nha mấy chị. M5 nha, M5 giùm em nha, M và L nha, để lại size đúng cái size giùm em. M là 56 57 kg, còn L là 65 kg quay đầu mình mặc được luôn. Chị nào mặc vừa thì các chị lấy. Dạ. Sale luôn 99k. Chị Đinh Hạnh ơi, kèm 3 cái duy nhất bị bom nên là mình sale lỗ luôn á nha. Ai lấy comment giùm em và để lại giùm em cái size. Ai lấy size nào để lại comment giùm em cái size đó. Như chị Đinh Hạnh lấy size nào, Hoàng Long lấy size nào, Nguyễn Hằng lấy size nào để lại giùm bé anh cái size. 56 57 kg mặc M là vô tư. Ai 56 57 kg là mặc M là ok. Dạ, lấy em mã 99k nha mấy chị ơi. M L dễ mặc lắm, nói chung nó xích lên có một tí à. Mình mặc size nào cũng được. Rồi ai lấy cái chị để lại giùm em cái size của mình nha. Mã 5 cho Đinh Hạnh M nè. Dạ, Đinh Hạnh M đang cầm nè. Rồi em chốt cho chị Hoàng Long với chị Nguyễn Hằng là size L nha. Tại vì nó nhích lên một tí thôi. Dạ, ai coi like chia sẻ like. Rồi mã số 8 em hết. Lê Cẩm Thu còn áo thun màu nào nữa không em? Chị Lê Cẩm Thu vậy em có. Chia sẻ like giúp em lên tiếp đảo mới nha mấy chị đẹp nha. Rồi lên cho em cái áo này nha mọi người ha. Đẹp lắm luôn và rất là xinh. Các chị ơi vô chia sẻ like thả tim giúp em nha mấy chị nha. Cho ôi gáp, gáp mắt đó. Đây mấy chị, áo gáp mấy chị. Áo gáp mấy chị. Dạ. Ôi áo gáp là không bao giờ sale luôn nha. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Dạ. Ai lấy, ai đang coi like chia sẻ like giùm em. Chị Hoàng Long, vậy là chị không lấy size L thì em hết size M rồi, vậy em hủy đơn chị Hoàng Long nha. Dạ. Vậy thì cái L đó em sẽ nhường cho chị Thanh Giang là mã số 8. Thanh Giang mã 8 đúng không? Dạ. Rồi cái L đó nhường cho Thanh Giang nha, tại vì chị không có vừa. Em chỉ có một cái M thôi, chị Đinh Hạnh lấy trước rồi. Lê Cẩm Thu áo nam em từ từ em lên liền luôn. Dạ. Rồi bây giờ em lên mã này. Lấy em mã 9 à. Áo bên em là unisex nam nữ mặc được. Nên là áo nào mà size L là nam mặc được. Nam khoảng tầm cho em là 73kg đổ về thì mặc L. Còn từ 75 đổ lên thì mặc XL là dành cho nam. Còn áo này là unisex nam nữ. Áo của Gap. Chị nào lấy áo Gap các chị comment, áo Gap đẹp lắm luôn á. Và áo Gap là không có hàng pha ke nha mọi người ha. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Rất đẹp và rất là xịn luôn. Từng đường may và đặc biệt là tách sườn. Các chị nhìn đầu may của nó nè. Cái này ở ngoài bán 5-600 á. Ai lấy các chị comment có size gì vậy? Mở cái tay ra mấy chị ơi, áo gáp và thương hiệu cao cấp nha mấy chị đẹp nha. Sao gì vậy? L phi size từ 45 cho tới 65kg nha. Ai lấy các chị comment nam 73kg thì mình lấy cho em L vừa luôn. Mã cho em mã mấy à? Dạ lấy em mã 9 à. M9 mấy chị ơi, M9 xả các chị trong livestream ngày hôm nay luôn. Ai lấy M9 nha, em chốt các chị luôn 130.000. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 9 130 nha, thương hiệu của Gap nha mấy chị ơi. Hàng riêng mã Gap thì em bao với chị luôn, không có hàng phát. Nó là Việt Nam xuất khẩu và áo này rất là đẹp. Ở ngoài hãng bán mấy trăm luôn, 500-600. Shop nào bán hàng Việt Nam xuất khẩu, cái này ít nhất phải từ 350 đổ lên. Em sale với chị 130.000, rất đẹp. Ai lấy chị bấm lộn em, chị không lấy mã 8 đâu. Ok chị Thanh Giang, rồi xả ra đi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Mã 9 kèm size giúp em nha chị Nguyễn Hằng ơi. Mã 9 nha. Thì có hai cái thôi cùng size mà. Thì chị nghe đọc size rồi đó. Mã 9 nè. Mã 9 nha. Còn một cái nữa, chế nào lấy sale luôn các chị 130.000. Lấy em mã 9 130 của hình hiệu Gap nha mấy chị ơi. Hello, em chào chị Xuân Lâm xinh đẹp. Trời ơi hôm nay quạo dữ sợ luôn á, live chi mà không thấy được tương tác luôn. Hôm nay like mà người ta không có nhận được thông báo. Chị đâu có ba mấy người coi like vậy ta. Mấy chị ơi chia sẻ like giúp em, lấy em mã 9 nha mấy chị nha. 130 còn một cái à. Rồi phi size nha, nam nữ mặc được.
Chị Lê Cẩm Thu ơi, chồng chị hoặc con chị làm bao nhiêu ký thì chị cầm anh để lại các số ký đi em chốt cho chị. Mã chính Thanh Giang, em nói trước luôn, mấy chị coi mình chắc mã thì mình hãy comment. Tại vì mỗi cái em chỉ được một cái thôi, mình đặt cái này xong rồi mình nói là mình xả ra thì người ta không chốt được. Thì em rất là khó bán, tại vì em đang sale, chứ hàng em là không có lời. Tất cả những mẫu áo mà 130 là em sao lỗ hết luôn á mấy chế. Rồi bây giờ lên cho em mã tiếp theo nha, mã chính em hết rồi mấy chị ơi, lên tiếp mã 10 rồi. Mỗi cái còn 11 là sao xả lỗ hết luôn, em dọn kho cho xong. Dạ. Thật sự luôn, còn có lẻ, trời ơi 68kg là vô tư chị Cẩm Thu ạ. Nam 68kg là mặc L là vừa luôn. Rồi lên cho em mã này luôn. Dạ. Lấy bên mã 10 nha mấy chị ơi, tôm mì ạ. À. Đây. Cái áo này là áo tôm mì. Hello em chào chị Nam Hà. Em chào mấy chị đẹp. Áo này là của tôm mì và áo này là nam nữ mặc được. Áo này nam nữ mặc được, phi size 65-70kg luôn á, chị Thảo mặc vừa luôn á chị Thảo. À quá xinh luôn mấy chị ơi, lấy tem mã 10 ạ. À. Dễ thương lắm, em còn một cái duy nhất bị bom, chị nào lấy áo mã 10 em sale tặng các chị luôn. Cái này những chị nào mà từ 60kg đổ lên nha, dưới 60kg mặc hơi rộng. Mã này ai lấy cái chị ơi, còn một cái bị bom sale cái chị 99.000 luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy tem mã 10 99k thôi nha mấy chị nha. Cực kỳ đẹp. Ai lấy mã 10 ghi giùm em mã số 10. 99k của hãng tôm mì nha mấy chị ơi, form rất là đẹp luôn. Còn nguyên tem mát hàng chuẩn luôn á mấy chị, tại vì bị bom nên là mình siêu luôn nha mọi người nha. Ai lấy ủng hộ giùm em, cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Lấy tem mã 10 99k nha mấy chị. Mã 10 em tặng cho chị là chị Nguyễn Hằng, comment trước đúng không? Nguyễn Hằng đúng không? Dạ Nguyễn Hằng rồi hết. Dạ có đơn ạ. À. Rồi mã 11 giùm em đi. Dạ em đang tiếp mã mới nha mấy chị ơi, muốn mua hàng như thế nào comment giúp em nha mấy chị nha. Thật sự luôn. Tiêu hết mấy chị ơi. Hello, em chào chị Huê Đặng. Chào cô Huê, Huê đẹp. Dạ, đẹp gái. À. Rồi mã 11 nha. Ai lấy M11 comment luôn. Áo của bọc trơn. Áo này áo xịn đó mấy chị, Việt Nam xuất khẩu đó, hàng xịn bọc trơn. Dạ, quá xinh à. Đẹp lắm luôn. Áo này ôm body rồi mặc tập thể dục gì cũng đẹp ha. Rồi lên cho em mã mấy? Lấy em mã 11 ạ. À. Ai lấy mã 11 comment giùm em. 11 này là 45 cho tới 56kg quay đầu. Chị nào mặc đồ 56kg quay đầu mình mặc cho em áo này. Em còn cái áo bọc trơn thể thao rất đẹp. Em sale cái chị luôn 130. Lấy em mã 11 130 nha mấy chị nha. Chứ phải rất là mát nha mấy chị đẹp. Bọc trơn lấy đi mấy chị. Adidas đẹp lắm luôn. Cực kỳ sang và đặc biệt áo này là siêu thấm hút mồ hôi. Chị nào đi tập thể dục, tập gym hoặc là mình mặc áo chung với mấy cái quần legging là đều rất là đẹp. Và đặc biệt mặc cái này là form người và form dáng chuẩn luôn. 56kg quay đầu. Chị nào mặc đồ từ 45kg cho tới 56kg mình mặc vừa áo này nha. Xem các chị trên livestream luôn 130. Dạ lấy tem mã 11 nha mấy chị ơi, 130 rồi, màu xanh rất là xanh. Cái màu mi này đẹp lắm luôn á, 130. Ai lấy ghi giùm em là mã mấy? Dạ mã 11 nha mấy chị nha, 130 thôi ạ. À. Rồi lên cho em mã này luôn. Mã này là phải tranh giành nè, rất đẹp. Mã này là phải tranh giành nè, mã này không bao giờ sale nha. Em nói với chị là đẹp dễ mang luôn, một cái duy nhất. Mã 11 cho Lê Cẩm Thu. Dạ có đơn ạ. À. Rồi mã này cho em mã 12. Màu quá đẹp mấy chị ơi, lấy em mã 12 nha. Áo này em đang cầm là áo gáp, nam và nữ mặc được. Nam 75kg quay đầu, còn nữ là phi size 65kg trở về. 45 cho 65kg là đổ về mặc cái áo gáp này màu rêu rất đẹp luôn. Lấy em mã 12 nha mấy chị đẹp. Áo này hôm bữa bán 180. Còn một cái duy nhất em sale 130.000, ai nhanh tay nhất là được nha. Quá gáp rêu. Rẻ luôn mấy chị ơi, lấy tem mã 12 130 nha mấy chị nha, thương hiệu của gáp ạ. À. Ai lấy 12 ghi là giùm em là mã số 12, một người duy nhất nha mọi người ha. Ai coi like chia sẻ like M12 ạ. Dạ. À. Mã 12 em chứ chị Nguyễn Hằng. À. M12 chị Hằng có đơn nè. Dạ. Ai coi like share like giùm em, M12 em hết rồi. Đợi dạ. Em tí lên mã 13. Em đang chết thả mới mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em ạ. À. Ai coi like share like giùm em nha. Đẹp quá luôn á mọi người ơi. Mấy chị muốn lên đồ như thế nào comment giúp em nha mấy chị đẹp. Ôi cái ly vai đỏ này đẹp lắm luôn nè. M13 mấy chị ơi. Chia sẻ like giúp em nha, giúp em mã 13. Ly vai đỏ này đẹp lắm luôn mọi người ơi, M13. Ôi cái này đừng bỏ qua nha, một cái duy nhất thôi. Quá sang mấy chị. Hàng này là 4 chiều luôn. Ly vai xịn. Hàng này là Cambodia đó các chị. Dạ. Đẹp cực luôn. Ủa ly vai nha mấy chị ơi, mã 13. Các chị nhìn mấy anh kéo nè. Tha hồ mặt nha các chị ơi, lì vai một con duy nhất, 45 cho tới 65kg đổ về, mã mấy? Dạ mã 13. Chị nào lấy con lì vai 4 chiều này các chị ơi, mắc lắm luôn. Chị nào đặt hàng trên like xả tặng các chị 150. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy tem mã 13 150. Con lì vai này là 4 chiều là mặc cực kỳ đẹp luôn, một cái duy nhất thôi, cho chị 13 chị Xuân Lâm nè. Dạ có đơn. Ai coi like chia sẻ like, có gì quăng đây nha.
Rồi em qua mã các chị ơi, lên mã tiếp. Dạ, lấy tem đã 14 rồi. Xí, còn được một con Levi đẹp nữa. Hàng 4 chiều, mã 13 em hết, lên cho em M14. Màu đen nha mấy chị ơi, quá sang luôn rồi. Đẹp cực luôn. Ờ, với anh Tuy đầm có không em? Có đầm. Nhưng mà hôm nay thì không có chiên đầm lắm, tại hôm nay chiên là xả mấy cái hàng lẻ lẻ nè. Mà VNT ơi, toàn hàng bơm á, rồi hàng lẻ một hai cái á, xả cho xong mã, để mai mốt về thêm mấy kiện mới nữa. Các chị ơi, lên cho em mã này nha, cực kỳ đẹp. Mã mấy? Lấy tem mã 14 à. Chị nào lên mã trước em không chốt, lên mã 15 giùm em. Dạ, mã 15 nha mấy chị ơi, màu đen rất là sang nè. Phi size 45kg, 65kg đủ về. Đẹp cực luôn, có xả mấy chị 150. Lấy tem mã 15, 150 nha mấy chị ơi. M15 nha, chị Bích Tuyền Phan có đầm không em? Đầm 2 giây hay là đầm như thế nào ạ? Mấy chị comment đi để lấy em lên cho, siêu đẹp luôn, M15. Lấy tem mã 15 nha mấy chị đẹp nha. M15 cho chị Nguyễn Thảo nè. Dạ, có đơn à. Em lên mã rồi mấy chị hãy đọc giùm bé anh nha, tại tránh trường hợp á là mình lên mã cho khách comment trước. Rồi, không chốt được. Chị sẽ lấy tem lên sản phẩm mới rồi. M15 em hết. Rồi lên cho em một cái quần thể thao quá đẹp luôn. Chị Thảo ơi, cái này chị Thảo vừa nè. Ôi, xuất sắc luôn mấy chị ơi, mã 16 à. Đẹp lắm luôn á chị Thảo. Cái quần này hôm bữa em xe là 160 nè. Quần này là Adidas xịn nha mấy chị ha. Dạ. Adidas xịn nha. Rồi lên cho em mã mấy à? Mã 16 nha mấy chị đẹp nha. Quần này là 45kg cho tới 70kg vừa luôn. Cái quần này chị Thảo vừa nè, chị Thảo lấy không? Đẹp cực luôn. Dạ, ôm phơm định hình nha mấy chị ơi. 2X, mã 10 mấy? 16 à. Ai lấy M16 sale tặng các chị cho livestream luôn, 130.000 luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy tem mã 16, 130 nha. Cái quần này là bao luôn nè, lỗ 10.000 nè. Khẳng định luôn, cái quần này hôm bữa sale của chị là 160. Một cái quần hôm bữa em về hàng hoàng nguyên kiện luôn. Một cái quần lời đúng 20.000. Hôm nay xả lỗ luôn, tặng mấy chị, còn có một cái, sale có chị 130. Lấy tem mã 16, 130 của thương hiệu Adidas. Mà cái quần này nó nâng mông đẹp lắm. Cái quần này là ai mang cũng vừa, phi size từ 45kg cho tới 70kg là các chị vừa luôn. Và đặc biệt là cái form dáng của cái quần này là không có sệ mông. Có một cái dây tăng đưa để nâng cái mông lên. Và đặc biệt là mình để tiền ở trên đây được luôn. Rất là dễ thương ha. Rất là dễ phối đồ mấy chị ơi, mã 16, 130. Ai lấy M16 ghi là M16. Rồi lên tiếp mã 17 giùm em nha mọi người. Dạ, chia sẻ like giúp em, chào chị Bù Liên à. Chào chị, ai đang coi like rồi, cái này nè không đẹp trả lời tiền luôn. Ai lẹ lẹ chụp được cái áo này nha, đẹp lắm mọi người ơi. Tương tác giúp em là mặt tay nha. Rồi lên cho em mã 17 đi. Mã 16 chứ hả, 17 hả? 17 chị. M17 cái chị. Ôi xuất sắc mấy chị ơi, áo này rất là đẹp nha. Thề luôn, áo này ai không lấy thôi, quá đẹp luôn á. CK CK 4 chiều CK 4 chiều, phi size 45-65kg đủ về. Lấy tem mã 17 mấy chị đẹp ơi. Một cái duy nhất, hàng xịn nha. Hàng này hàng CK xịn nha mọi người ha. Ai lấy M17 comment giùm em. M17 150 mấy chị. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy tem mã 17 một cái duy nhất 150 nha mấy chị đẹp. Cực nha. Kỳ đẹp luôn và cực kỳ xinh luôn. Lấy cái con CK này đi. Cực đẹp, em có một cái y chang ở trên lầu, mặc rất là đẹp. Và đặc biệt nữa, chị nào mặc ốm thì mặc cũng ok. Phun xịn cao cấp, cơ giảm thoải mái mấy chị ơi, mã 17 nha. Mà cái form của nó là nó hồi á, nên là những người nào mà hai bên hông bị bự giống em nè, mặc cái này là nó che được luôn. Mặc trẻ, mặc ốm gì mặc cũng ok. Mã số che mã máy à. Lấy tem mã 17 nha mấy chị nha. M17 CK. Áo này là áo CK nha. Ai lấy M17 ghi giùm em là M17 là có đơn. Dạ, hàng mới hết. Ai coi like, chia sẻ like giùm em M17 cái chị. Dạ, lấy tem mã 17 nha mấy chị ơi, màu đen nữa còn dễ phối đồ à. Ủa tổng nhiêu cái vậy Duyên? Của chị Nguyệt. Rồi ok, để nhớ. Ai coi like, chia sẻ like, để quần mình nha. Ai coi like, chia sẻ like. Chị ơi, chia sẻ like, tương tác giúp em nha. Muốn lên. Rồi, lên tiếp cho em mã mới. Lên giùm em mã mới nha mọi người ha. Rồi, lên giùm em mã này đi. Hôm nay có đầm, có quần áo thì cũng có. Chứ chị ơi, đồ lót cũng có rồi. Rồi, này còn cái luôn, sale luôn nè. Trời ơi, quá đẹp luôn á mọi người. Lên giùm em áo này cho em nha. Áo này là phi size. Áo này áo thể thao luôn, cũng đẹp lắm. Dạ. Áo này mẫu này là mẫu Adidas mấy chị, rất là đẹp và rất là xinh luôn. Lấy mẫu này là từ 45kg cho tới những chị nào 56kg, 57kg mình vừa. Áo này chị nào lấy comment giùm em. Mẫu này em bị bom. Chị nào đặt hàng chốt trực tiếp trên live em sale cái áo này 110.000 đồng. Wow, quá rẻ mấy chị ơi, mã 18, 110 nha mấy chị đẹp nha. Hôm bữa xả các chị là 160k. Thanh lý lỗ các chị 110.000 đồng. Một cái duy nhất áo Adidas thể thao cực kỳ đẹp luôn. Mà quá xinh mấy chị ơi. Mặc đồ vừa đi tập hoặc là các chị có thể các chị mặc
chung với cái gì cũng được hot, rất là xinh. Mẫu này nè dễ thương lắm, lên thật sáng da. Phi size 45kg cho tới 56kg quay đầu là mình mặc được mã này ha. 110.000 cho ai ạ? Dạ, mã 18 em chốt cho chị ạ. Đinh Hạnh. Dạ có đơn ạ. Em chào chị Tường Vy. Cái này còn được một cái nè. M18 hết, lên M19 giùm em. Dạ, chia sẻ like giúp em ạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em M19 mấy chứ ơi. M19 M19 mấy chị ơi, màu quá xinh luôn ạ. Ai lấy M19, mẫu này là Buma mấy chị. Rồi đẹp quá. Màu rất là trắng da mấy chị ơi. Buma mấy chị, áo này đẹp lắm luôn. 45 cho tới 56, 57kg đổ về. M19 nên ai lấy M19 comment sale 110 luôn mấy chị. Mã 19 110 nha mấy chị ơi, màu này rất là đẹp nha mấy chị nha. Mẫu này mặc lên đẹp lắm luôn. Ai coi like chia sẻ like 110.000 đồng. Con coi giãn thoải mái lên phân rất là đẹp mấy chị ơi. Mã mấy à? Mã 19 nha. Buma màu xanh navy này là mặc cực kỳ đẹp luôn. Và cái màu này của nó là mặc rất là tây. Ai lấy comment nha, Buma Running nha. Áo này đẹp nha mọi người ha. Lý em mã 19 nha mấy chị ơi, sale lỗi chứ có giá 110 nha mấy chị đẹp. Lên áo Trung Nam có cổ em, hồi nãy em có một cái đó. Mã này nè. 19 Bùi Liên. Dạ có đơn à. Chị Lê Cẩm Thu ơi. Hồi nãy em có cái này nè, mã này là mã 6 nè. Chị lấy chị comment mã 6 đi, 250 em đang sale còn có 150 à. Dạ. Hàng mới luôn. Mấy chị nào lấy lấy em mã 6 nha mấy chị đẹp nha. Mấy áo nam. Áo nam 70kg đổ về mặc được nè, 70-72kg là mặc được áo này nè. Mã này là mã mấy? Dạ mã 6 nha mấy chị. Mã này là mã số 6. Mấy chị lấy thì comment là mã 6 nha. Em đang sale 250 còn có 150 thôi. Dạ. Áo nam rất là đẹp, áo rất là xinh luôn, với bri xịn và vải cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Dạ, coi giãn thoải mái chứ phải rất là dày nha mấy chị ơi, chị có giá 150 à. Hello, em chào chị Châu Châu nè, chị chế nào lấy cái chế comment giùm em là mã mấy à? Dạ, mã 6 à, em chốt chị Khánh Hiền à. Mã 6 chị Khánh Hiền, có đơn Khánh Hiền nè. Còn một cái cuối cùng à, hồi nãy là xả ra nè. Chị nào lấy không? Mã này đi giùm em mã mấy đi. Dạ, lên giúp em. Dạ, mã 20 ạ. À. Mã 20 đi. 20 còn một cái size L, phi size 45 cho tới 65kg vừa. Cái mã này là 180 à. Tặng ai lấy mã này comment tặng các chị luôn. Mã này trong livestream ngày hôm nay nha, 99.000. Lên giúp em mã 20, 99k nha mấy chị ơi, Nike ạ. À. Một cái duy nhất, ai lấy M20 ghi là M20 giùm mấy anh là sẽ có đơn M20 nha mọi dạ, người ha. Màu trắng rất là dễ phối đồ nha mấy chị. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xinh luôn M20. Dạ, 99k xe quá rẻ. Không đẹp trả lại tiền, mẫu này là cực kỳ xinh luôn M20 nha chị Nam Hà. Dạ. 20 chị Nam Hà ơi, ghi đúng giùm em mã 20 là có đơn. Dạ có đơn. Rồi ai coi like chia sẻ like. Đợi chút có mấy cái đầm lên đẹp lắm, rất là xinh luôn. Đợi em xíu lên thêm mấy cái đầm này nữa nè. Có một cái đầm, một số cái đầm là bị ao ra, là giống như là bị sót đơn. Và đặc biệt nữa có mấy cái đầm là hôm bữa em chưa có like á, còn sót em sẽ lên luôn. Dạ. Mới vô không biết giá thì vậy giờ đọc lại giá nha. Lên mã mới giùm em mã mấy à? Mã 21 à. 21 mấy chị. Trời ơi đẹp quá. Màu này rất là đẹp nha mấy chị. Cái tím này là hơi thề luôn nè. Không có hàng đâu mà bị bom nè. Lấy em mã 21 à. Cái tím này 45kg cho tới 56kg đổ về, 57kg đổ về mặc được. Adidas. Chị nào lấy comment mã mấy à? Mã 21 à. Ai lấy mã 21 xả cái chị luôn 110.000 đồng. Quá lẻ mấy chị ơi, lấy em mã 21 110 nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn, còn áo nam không em chị Tường Vy, để em coi còn không nha. Đợi em chút xíu. Để ngày mai ngày mốt em coi có lô áo nam nào không. Tại giờ em xả hết hàng cũ đã mấy chị. Còn một hai cái em chưa có like á nên em sale luôn. Lấy chị nào lấy 21 nha mấy chị đẹp à. Đẹp lắm luôn, áo này là cực kỳ dễ thương. Đẹp lắm mấy chị, mặc đi bơi được luôn á. Ai à, lấy cái chị comment mã mấy à? Dạ, mã 21 sale, chị có giá 110 nha mấy 21 chị cho Lê Cẩm Thu. Dạ có đơn à. 21 cho Lê Cẩm Thu nè. Đây áo nam nè mấy chị, áo nam còn một cái Nike. Dạ. Áo nam, chia sẻ like giúp em mấy chị đẹp. Lên đầm nha. Áo nam vừa có cổ là còn được một hai cái thôi. Mấy chị ơi xe like giùm em rồi lên cho em mã này luôn. Dạ mã 22 ạ. Áo nam các chị. Size này là dành cho nam. Mẫu này dành cho nam 75kg đổ về. Mẫu này là 2X. Dành cho nam 75kg đổ về. Chị nào vừa hốt cho chồng nha. Cái này 180. Chị nào đặt trên like sale cái chị luôn 150. Lấy giúp em mã 22 150. Áo không có cổ nha mấy chị đẹp nha. 75kg dành cho nam. Ai lấy cái chị ghi giùm em mã mấy à? Mã 22 à. 22 áo nam có cổ ha. Xe với chị luôn là 150. Ai lấy ghi lời giùm em mã mấy? Dạ mã 22 150 cho mấy chị ơi, không có cổ coi giãn thoải mái. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ xinh. Ai lấy mã 22 màu đen, áo nam Nike.
Đấy, mã 22 ghi giùm em là M22 là sẽ có đơn ha mấy chị ha. Chứ phải rất là mát nha mấy chị ơi, chị có giá 85 90 ký để em coi có không nữa. Mã 22. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Lấy fan mã 22 150 mấy chị đẹp ơi. Cái đó 75 ký đổ về. Chồng chị Lê Cẩm Thu mặc được á, hồi nãy chị nói em 68 70 ký đó. Cỡ đó vừa hết luôn. Rồi có một cái áo. Áo này cho em là để em coi nhiêu ký nha. Size này là size 3X nè. Má 22 em giúp chị Nguyễn Hằng à. Má 22 cho Nguyễn Hằng nè. Duyên ơi, cái chị Thái Chuông á là con ơi chỉ coi cái like nào. Tại vì nếu mà comment cái like trực tiếp là comment được, chứ sao không comment được mà chỉ nói là coi like bên mình khó mua là sao? Mình phải biết chủ động, mình gọi mình nói chuyện với khách đi. Đừng có để khách phải phàn nàn này nọ nữa. Chị nay chị có màu đen rồi. Bây giờ em lên tiếp mã này nha các chị nha. Dạ, mã 23. Mã 23 các chị ơi. 23 mẫu này là áo của Adidas và áo này sorry Nike. Và áo này là màu trắng size 3X. Ông chồng chị nào 85 90 kg vừa nè, màu trắng nè. Dạ. Chị nào lấy xe 150 luôn. Mã 23 150 nha mấy chị ơi, màu trắng rất là dễ phối đồ à. 150.000 màu trắng, cực kỳ đẹp luôn. Mặc áo ơi, áo này mặc mát lắm luôn á mấy chị và rất là xinh. Áo trắng này đẹp lắm nha, chế nào lấy các chị comment mã máy à. Dạ. 23 em chốt chị Nam Hà còn bên chốt nè. Có đơn à. 23 Nam Hà nè. Dạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha mọi người. Dạ. Mấy chị ơi, có lên đồ nào nữa comment giúp em nha để chị mang lên cho mấy chị. Thề luôn, áo này quá đẹp mấy chị. Áo này quá đẹp luôn. Chị nào này nhanh tay đi mấy chị ơi. Mã 24 nha mấy chị đẹp à. Áo này 250, ai nhớ Levi's xịn mà size lớn của Nam không mấy chị. Trời quá đẹp mấy chị ơi. Áo này Nam 85 kg mặc vừa luôn. Levi's. Lấy tem mã 24 à? Áo nam mấy chị lì vai mã 24. Chế nào vừa xả áo này luôn 150. Quá rẻ mấy chị ơi, lì vai 150 nha mấy chị ơi, mã 24 à. Áo này là áo nam, size của nó là size 3X. 2X, sorry đọc nhầm 2X nhưng mà form to. Áo này 85 cân mới vừa ha, 85 cân đổ về. Chị nào lấy cái chị ghi là mã mấy à. Mã 24 nha mấy chị yêu ơi. Áo này là áo nam, chồng chị nào từ 75 cho tới 85 kg là mình vừa cái áo lì vai đen này ha. Chị nào lấy các chị ghi là mã 24 là sẽ có đơn. Dạ, 150 nha mấy chị ơi, áo đen rất là đẹp nha mấy chị. 24 Lê Cẩm Thu. Có đơn à. Rồi lên tiếp tục để em coi còn áo nam không. Còn một cái màu đen nè, 2X nè. Dạ, chia sẻ ba giúp em lên cái mã 25 à. Đợi em coi cái này màu đen 2X này là nữ hay nam. À mẫu này nữ. Nhưng mà mẫu này form nhỏ. Áo này đột tuồn ra là do người ta làm size form nè. Hàng này là Việt Nam xuất khẩu nè, Buma Việt Nam xuất khẩu nha. 70kg rộng không em? Không. Tại vì nó cũng vừa vặn à. Nói chung từ 70 cho tới 85kg là mình mặc được cái size đó. Nãy giờ bán áo nữ cho chưa bé, nãy giờ mắc công chuyện có. Nãy giờ em bán nam nữ xen kẽ, chị Thùy Châu Ngôn. Rồi áo này cho em nha. Dạ. Áo này cho em 57kg đủ về. Mã mấy à? Mã 25 à. 25. Chị nào lấy mã 25 từ 45kg cho tới 57kg đủ về. Bị bom. Áo này hôm bữa 160, sale các chị luôn 101. Quá rẻ mấy chị ơi, mã 25 101 nha mấy chị ơi, form rất là chuẩn. 57kg, 58kg mình mặc được áo này luôn. Free size, chị nào mặc đồ size ML là mình mặc được cái áo này. Yeah. Áo này cực kỳ đẹp luôn, lấy áo này đi cực kỳ xinh. Lấy cái mã 25 110 nha mấy chị ơi, màu đen 25, em tặng chị Tuyền luôn. Có đơn à. Sale hết luôn đó mấy chị. Ai coi like, share like giùm em. Chị sẽ like tương tác giúp em nha để cho mình. Ôi, có một cái áo 3X nè mấy chị. Đẹp quá, đẹp quá. Áo 3X luôn. Dạ. Màu đen. Mã 26 nha mấy chị đẹp. Ôi, cái 3X này là giống từ tuổi cái màu trắng hồi nãy nè. Ai chưa chốt được nè. 85-90kg vừa luôn nè. Đẹp quá mấy chị. Mã 26 mấy chị đẹp ơi. Ai lấy 26 xe với chị luôn 150. Quá rẻ mấy chị đẹp à. Lên em mã 26 150 màu đen nha. Áo nam nha mọi người nha, 150.000, size là 3X. Chị nào chồng mình từ 75kg cho tới 85-90kg mình đổ về mình mặc vừa áo này luôn. Còn có một cái duy nhất thôi. Lấy em mã 26 150 nha mấy chị ơi, chứ vậy rất là mát luôn à. Ai lấy 26 ghi giùm mấy anh là 26 là sẽ có đơn ha mọi người ha. Ra ngoài là có giá này. 26 cho chị Thủy Ti Nguyễn. Có đơn à. Có áo thun nam có cổ lấy chị một cái đi em. Từ từ để em coi còn không đỡ. Tại vì hàng em đang sale quá mấy chị. Dạ. Chia sẻ like tương tác mà mặt tay. Áo thun nam có cổ còn cái luôn. Rồi nam nữ xen kẽ nha, đợi em chút xíu. Ôi dễ thương quá ta. Áo này là áo thun nam vải đẹp lắm mấy chị, vải mè. Ủa vải này là mặc là thấm hút mồ hôi là hơi bị đã luôn. Yeah. Còn một cái duy nhất size 2X. Mã 27 nha mấy chị đẹp à. 2X là 75-80kg đổ về, vải mè.
Ai coi like chia sẻ like màu trắng thì sợ không có đâu, tại vì hàng sale nên em còn được có 1-2 cái để em thanh lý luôn. Chị nào lấy mã này comment giùm em. Mã 27 mấy chị đẹp ơi. Mã này sale có chị luôn 150. Quá rẻ mấy chị đẹp. Lấy ba mã 27 150 nha. Lấy áo này đi, áo này đẹp lắm, vải mè mấy chị, mặc thoáng và đặc biệt áo này là mặc sướng lắm luôn. Dạ, bao không có một. Đợt trước về cái lô này nhiều người khen lắm luôn á. Và đặc biệt cái này co giãn nhiều nữa, 80kg vừa đó. Mấy chị nhìn đồ em kéo nè. Cái này là mạnh lắm á, này là giãn thoải mái luôn. Ông chồng chị nào là có bụng bự là vô tư nha. Dạ, lấy ba mã 27 150 một cái duy nhất nha. Đẹp lắm luôn, cái áo này vải cực kỳ đẹp. Cái chiếc mè này hàng xịn nè mấy chị, lấy đi. Cực kỳ xinh luôn. Cao nha mấy chị ơi, chỉ có giá 150 thôi. Ai lấy ghi giùm em mã mấy à? Mã 27 à. 27 nha, chị nào lấy 27 comment mã 27 là giùm em là có đơn. Dạ. Ai coi like chia sẻ lấy cái đó đi, dễ thương lắm mấy chị. Lấy em mã 27 150 nha, phong chuẩn xịn cao cấp nha mấy chị nha. Rồi bây giờ có một cái áo nữ nè. Áo nữ màu đỏ. Dễ thương lắm luôn, cái này còn cái rồi mấy chị. Lấy em mã 28 à. 28. Mã này mã 28 mấy chị. Dạ. Màu đỏ nha. Trời ơi dễ thương không? Quá đẹp luôn. Hàng xịn đó mấy chị, áo của Tommy. Áo này 55 56 ký đổ về, 57 ký đổ về mặc được. Áo này rất đẹp luôn, chị nào vừa lấy đi. Sale cái chị luôn 130.000 một cái thôi. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy tay mã 28 130 nha mấy chị đẹp nha. Cái này đẹp lắm luôn và cái này mặc dưới quần jean lên là phối rất là đẹp. Quần jean, quần sòn, áo chung váy thì cũng đẹp hết một cái thôi. Màu đỏ rất là trắng. Mã này mã mấy à? Mã 28 130. 28 cho chị Huỳnh Ngân. Dạ có đơn à. Huỳnh Ngân là 28. Đâu lại chị lấy một cái đen rồi, có màu khác lấy cho chị thì để em kiếm cả. Có em lai liền. Dạ. Rồi lên cho em mã này nha. Em lên tiếp mã 29 à. 65kg được không chị Huỳnh Ngân? Vừa. Ai coi like chia sẻ không? Đưa đây nhìn lại. Lỡ mất công không vừa rồi mua hàng sale mà cực khổ quá nên em cũng khó khăn á. Không, 65kg không vừa đâu. Cái này 58, 59kg là maximum mà xả ra nha chị ha. Rồi ai lấy cái chị ơi nghe rõ số ký giùm em mã mấy à? Dạ mã 28 nha mấy chị ơi, 130. 28 Tommy. Chị nào 58kg mình đổ về mình mặc được, sale 130 luôn. Dạ, màu đỏ nha mấy chị đẹp. Ai lấy cái chị comment giùm em. Mã 28, 130 nha mấy chị ơi, màu đỏ Tommy à. Em đang tiếp mã mới mấy chị đẹp ạ. À. Rồi em lên cái áo này mấy chị. Lì vai đi mấy chị. Lấy em mã 29 à. Lì vai 4 chiều nha. Tăng giảm cái máy lạnh xuống xíu đi Dương ơi. Từ 22 mà lên tới 27. Lên nhẹ nhẹ thôi, lên gì chi dữ vậy? Ai coi like share like giùm em nha. Mã 28 đọc chưa? Dạ, hồi nãy có đọc có màu đỏ chị. 28 em tặng cho chị Thùy Châu Ngôn. Dạ có đơn à. Rồi bây giờ em lên tiếp mã này các chị ơi. Áo này cho em là lì vai nha các chị ha. Quá sai quá chị ơi, lấy cho em mã 29 nha. Lì vai đen, chủ trác. Và đặc biệt nữa là cái dòng này là giãn co giãn 4 chiều. Rất là mạnh, hàng 4 chiều nó sẽ rất là cao ha. Chị nào lấy comment giùm em. Nhân mẫu này em đang cầm là dành cho những người cỡ khoảng 57kg. 45 cho tới 57kg mình đổ về là mình mặc được thôi. Chị nào vừa thì các chị lấy ghi mã mấy à? Mã 29 nha mấy chị ơi, màu đỏ, màu đen à. 29, sale các chị 150.000, 57kg đổ về à. Quá rẻ mấy chị ơi, mã 29 150 nha mấy chị nha. 29 150, chị chất... nào lấy 29 ghi là mã 29 là sẽ có đơn. Chất vải bao xịn luôn nha mấy chị ơi, bao hấp hút mồ hôi luôn à, mã 29 150 à. 29 à, to Levi, sorry nhầm đọc lộn, Levi nha mấy chị ha. Một cái duy nhất nha mấy chị ơi, lấy tên mã 29 150. Levi này là Levi xịn Cambodia luôn á. Hàng này là bao cái chị luôn, là hàng chuẩn luôn á mọi người. Lấy cái Levi này đi đẹp lắm. Mã này không có giá 150 đâu nha mấy chị nha, mã 29 à. Ai lấy cái chị comment giùm em. Chia sẻ like tương tác giúp em nha mấy chị nha. Lấy thêm mã 29 150 à, Levi nha mấy chị. Rồi em lên mã tiếp theo nha mọi người. Mã này mã số mấy à? Dạ mã 30 ạ. À. Mã 30. Ủa màu xám. Ai hỏi đồ gì các chị comment giùm em nha, em lên nha. Ơi dễ uống vậy. Cái này chị nào không lấy là bé anh lấy nha. Màu xám quá đẹp luôn, có xuất sắc mấy chị ơi. Áo này là áo nữ đó mấy chị, nhưng mà áo nữ đẹp ghê luôn á. Nó như áo thun bình thường nè, nhưng mà vải này đẹp lắm. Cái này còn một cái à. Chị nào lấy áo này sale cái chị 130 luôn đi. Quá rẻ mấy chị ơi, mã 30 130 nha mấy chị đẹp. 45 cho tới 65kg mình đổ về, sale cái chị 130. Màu này mấy chị không lấy hơi bị tiếc nha mấy chị ơi, lấy mã 30 130 à. M30 130 à, sale 130.000 luôn.
Nike, mà cái này là nó lạ lắm, mà mặt nó đẹp lắm mấy chị ơi. Nó chịu nổi nha mấy chị ơi, lít em ở 30, 130. Dễ thương lắm, cái này đẹp nè. Ai vừa lấy nha, siêu dễ thương luôn và siêu xinh luôn, 130. À lấy cái chị comment dạ, giùm em. Chút vải là má mấy chị ơi, lít em ở 30, 130 thôi ạ. Rồi bây giờ lên tiếp cái này luôn nè. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác em. Ai thích, ai thích áo đẹp, có áo đẹp luôn. Rồi bây giờ lên cái áo này cho em luôn, một cái duy nhất. Một cái duy nhất mấy chị ơi. Mã 31 nha mấy chị ơi. Ai chốt được cái này mấy chị? Em LB. Hãng đang bán 1 triệu một cái áo. Thương hiệu bóng chày MLB. Riêng cái này thì em nói mấy chị có đúng một cái duy nhất là hàng xịn thôi. Ai biết thương hiệu này không mấy chị, của Hàn Quốc. Rất mắc, áo này gần 1 triệu đồng. Một cái duy nhất. Thương hiệu có áo cắt nha mấy chị đẹp à. Ai lấy cái chị comment giùm em. Dạ, mã 31 nha mấy chị đẹp. M31 khoảng tầm cho em là 62 cân đổ về mặc được luôn. 45 cho tới 62 kg, 63 kg mặc được. Chị nào lấy áo này sale cái chị luôn 150. Quá rẻ mấy chị ơi, mã 31 150 à. Thương hiệu MLB của Hàn Quốc mấy chị, MLB của Hàn Quốc. Ai lấy xả cái chị luôn 150. Dạ, áo rất là sang nha mấy chị ơi, lấy tem mã 31 150. Xe like giùm mấy anh nha mọi người ơi, ai đang coi like chia sẻ like giùm em, mã này sale 150 luôn. Dạ. Chị nào lấy cái chị comment giùm em qua đó. 31 à. Ai coi like chia sẻ like, cái nào mà không ấy được qua qua chi nha. Nhớ nha. Rồi lên cho em mã này luôn. Chia sẻ like từ 31 em chứ chị Hằng Võ. 31 Hằng Võ. Em đang kết mã 32 à. Này còn cái mã này chưa like luôn á, mà thôi kệ lỡ rồi, còn cái à, sale luôn đi, chơi luôn, quá xinh luôn à, bán lỗ luôn à. Cái này còn một cái à, cái này là 57-58 kg vừa á, chị nào 45 kg cho tới 57-58 kg vừa các chị lấy nha. Dạ. Còn một cái em sale các chị luôn 101. Lấy em mã 32 101 nha, màu cũng là sang nha mấy chị đẹp à. 110.000 đồng 101. Ai lấy ghi là M32 xe 110.000 một cái. Dạ, chất vải rất là mát, coi dạng thoải mái nha mấy chị ơi. Lấy xe mã 32, 101 à. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này đẹp không đẹp trả lời tiền. Chua lai luôn á. Mà vải này mát lắm. M31. Ôm phơm rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mã 32. Xịn nha. Ai lấy ghi là M32, sorry đọc nhầm. Bằng M32 Khánh Thiền. Có đơn à. Ai coi like chia sẻ like giùm mấy anh. Mấy chị ơi xem like chia sẻ comment tương tác nha mấy chị ơi. Nên tiếp mã mới à. Mấy chị muốn lên mẫu nào cho em biết chiều cao số ký nha. Rồi em có một cái quần đẹp lắm mấy chị, quần nam. Quần này là quần nam đúng không? Dạ. Under A móc nè. Ồ quần này đẹp lắm luôn. Ê cái quần này 280 phải không? Bữa sale 280. Dạ. Riêng quần này em bao với chị chách luôn, 100% là hàng xịn. Quần này là under A móc hơn 100 đô cái quần. Đẹp lắm luôn. Xuất sắc mấy chị ơi. Cầm cái quần này lên là cực kỳ nặng nha mọi người ha. Và cái quần này cho em là size, cho em là size mấy à? Size này cho em là XL. XL thì nam 75 kg các chị mặc được luôn. Còn chị nào nữ, quần này nam nữ mặc được. Chị nào nữ 65 cho tới 70 kg mình mặc vừa. Còn nam là từ 75 kg đổ về các chị mặc được cho em cái form quần này luôn. Rất là dễ chịu và đặc biệt nữa, quần này mặc cực kỳ mát. Những cái thời nóng, nóng bức như thế này là mình mặc siêu ok luôn. Mã máy à? Dạ, lấy giúp em mã 33. Sale lửa nha, under A móc nha. Quá đẹp mấy chị ơi. 250.000, chị nào đặt trên live sale 199. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy giúp em mã 33, 199k. 199.000, một cái duy nhất, cực đẹp luôn. Có quần nữ không anh, chị Tuyền Lưu để em kiếm nha. Hay em sale hàng lẻ không à. Ai lấy comment, nam cực kỳ đẹp, nữ cực kỳ đẹp luôn. Mã nữ, nữ chị nào form bự bự mặc, mặc đẹp lắm. Mà cái quần này cầm lên rất là nặng tay ha. 33 Kiều Nguyễn. Dạ có đơn à. Ai coi like, share like giùm em. Hello, chào chị Huệ Phạm nè. Dạ em nói tiếp mã mới nha. Lý em mã 34 à. 34 mấy chị. Chia sẻ like nhanh tay giúp em nha mấy chị. Cái này còn cái nè, xem luôn nè. Chị nào nhanh tay lấy được nha. Mã này là 34. Hôm nay xe quá rẻ mấy chị ơi, trên thủ khu. Tao mì 34 to mì hồi nãy nè, chị nào chưa chốt được nè. Phi size từ 60 kg cho tới 65-70 kg vừa luôn. Mà quá xinh. Cái này hồi nãy em bị bom. Em còn cái, giờ còn cái nữa em sale 99.000. Mã 34 giùm em. Mã 34 nha mấy chị ơi, 99k thôi à. Mã 34 sale 99.000 đồng. Của hãng tôm mì nha mấy chị ơi, lên phơm rất là đẹp à. 33 em hết rồi chế nên kim ơi. Mã 34 giùm bé anh nha. Áo này là từ 60 kg cho tới 65-70 kg dành cho nữ. Còn nam chị nào mà mua cho chồng, chồng chị nào vừa 75 kg mặc được luôn.
mà tại vì thích màu hồng thì mới mặc được, tại cái kiểu nó là hồng dâu tây. Ai đã coi like chia sẻ like 34 nha, sale các chị luôn 99 ngàn. Nếu em bảo 34 em chứ chị Khánh Hiền à, 34 Khánh Hiền có đơn rồi. Có một cái áo này luôn đẹp lắm luôn, siêu đẹp. Em đang thích mã 35 à. rất là đẹp, chốt cái mã này cho em, hàng là 4 chiều Adidas đỏ, màu đỏ quá sang mấy chị ơi, lý là trắng da nha, phi size luôn mấy chị, 45kg cho tới 65kg vừa, hàng này là 4 chiều mấy chị, giảm siêu nhiều luôn, hàng này hàng mắc tiền nha. Dạ. Em chỉ có được một cái duy nhất Adidas thôi, ai lấy ghi là M35 mấy chị ơi, lấy em mã 35 nha, Adidas cao cấp M35 em xả tặng mấy chị trên livestream luôn, 150. Quá rẻ mấy chị đẹp ơi, lấy em mã 35 150 nha, lên phôn chuẩn xịn. M35 cực kỳ đẹp, 4 chiều nha mọi người ha. Mà màu đỏ đô mặc lên rất là trắng da. Cái này là hôm bữa lúc mà có một lần em like, nhiều người hỏi lắm luôn mà đâu ra shop còn một cái. Màu này là Adidas đỏ đô, đẹp lắm luôn. Lấy em mã 35 150 mấy chị đẹp nha. Các chị ơi, các chị nhận cái chất vải nhà em đi, em nói 4 chiều là nó ra 4 chiều, coi dạng thoải mái luôn. Chị nào mà mặc đồ mà mấy chị không thích đồ co giãn nhiều, mấy chị mà thích đồ co giãn nhiều thì các chị lấy những cái quần áo này nè, nó giãn rất là nhiều và nó giãn rất là mạnh, 4 chiều nha, chất nó khác và hàng cao cấp hơn rất là nhiều luôn. Mã mấy à? Mã 35 150 nha mấy chị nha. 35 ai lấy 35 ghi là 35. Dạ, chia sẻ like tương tác chị Thùy Châu Ngô đó, là chị có cái đó rồi, mặc mát lắm, cảm ơn chị đẹp rồi. 36 đi. Dạ, em đang tiếp mã 36 à, chia sẻ like. Trời ơi siêu đẹp luôn, thề luôn mọi người ơi, đầm này mấy chị không lấy là thôi tiếc cuộc đời luôn á. Đầm này Quảng Châu Hồng Kông nha mấy chị ơi, mã 36. Dạ, lấy giúp em mã 36 à, đầm nha mấy chị nha. Ai lấy mã 36 các chị comment giùm em là M36 mấy chị. Khỏe tiếc tường may rất là sang nha mấy chị ơi, phơm co giãn à. Cái này mà không lấy là thôi là tiếc luôn, quá đẹp, bao nhiêu cân cũng vừa và hàng thẩm quý. Hồi xưa em bán mới về là 380 ngàn cái đầm, có like sale 299k. Chị nào lấy cái này sale các chị 199 ngàn. Mã mấy à? Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 36 à, 199k nha. Cái đầm này mặc cực kỳ sang và họa tiết, mấy chị nhìn là rất là tay luôn. Em bao mấy chị mặc cái này là không có đụng hàng nha, và chất vải rất là đẹp. Ai lấy M36 các chị ghi giùm em, M36 có đơn. Dạ, 199k nha mấy chị ơi, đường may mũi chị rất là đẹp, phơm co giãn thoải mái nha mấy chị. Đẹp lắm luôn, mẫu đầm Hồng Kông nha. Chế nào lấy các chị cười ghi giùm em nha, hàng thẩm quý rất là xinh. Lấy em mã 36 199k nha mấy chị ơi, đâu mà không có giá này đâu. Bao nhiêu cân, bao nhiêu cân mình mặc cũng vừa hết, nó co giãn theo form và người của mình ha các chị ha. Chế nào lấy các chị ghi giùm em M3 mấy? 36 nha mấy chị ơi, 199 à. 36 mấy chị. Ai coi like chia sẻ like em cái nha mọi người ơi. Mấy chị ơi muốn lên mẫu nào comment lại giúp em nha mấy chị đẹp nha. Rồi lên 37 giùm em. Chia sẻ like tương tác mình mạnh tay giúp em nha mấy chị ơi, lên mã 37. Có một cái áo màu tím của thương hiệu Zara. Có một cái màu tím của thương hiệu Zara mấy chị. Ôi quá xinh mấy chị ơi, màu tím nha. Đẹp lắm luôn. Cái này do nó chồng chồng nên nhìn hơi nhăn nha, chứ cái vải nó rất đẹp. Đây mấy chị, ai lấy áo này ghi mã mấy à? Dạ, lấy giúp em mã 37 à. Ai lấy 37, các chị ghi giùm em M37. Em xả các chị luôn cái này nha, 130 ngàn cái. Wow, quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 37, 130, màu tím nha mấy chị. M37, 130, ai lấy M37, các chị ghi giùm em M37 là thầy có đơn. Uống hiệu da gà nha mấy chị ơi, mã 37, 130. 37 nha mọi người ơi, 37. Màu lên rất là sáng da mấy chị đẹp ơi, phôn rất là đẹp nha. Ai lấy 37 ghi là M37. M37 chị Thùy Châu Ngô. Có đơn à. Rồi M38 mấy chị. 37 em hết mấy chị ơi, qua tiếp 38 à. 38 còn sót mấy cái hàng lẻ lẻ. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác giúp em à. Em đang tiếp mã 38 mấy chị đẹp à. 37 hết, 5-6kg mặc vừa chứ yêu. Quần thun nào size 75kg không? Để em coi nha. Em đang lên từng mẫu, mấy chị đợi em tí. Áo này áo của Mỹ. Quá đẹp luôn á. Đẹp lắm luôn. Áo này áo của Mỹ, dạ 56kg mặc vừa á chị Thùy Châu Ngô. Ai lấy các chị ghi giùm em mã mấy à? Dạ, lấy giúp em mã 38 à. Áo này áo của Mỹ. Rất là mắc nha mấy chị ơi, có giá đô ở trên đây luôn, hàng xịn của Mỹ. Ai lấy áo này còn một cái duy nhất.
đẹp lắm á, mặc lên phố với quần jean dễ thương lắm. Sale các chị luôn 99.000. Wow, lên giúp em mã 38, 99k nha mấy chị ơi. Caro rất là đẹp và rất là lạ luôn, sale 99k. Chị nào lấy ghi giùm em nha. Dạ áo cao cấp nha mấy chị ơi, lên giúp em mã 38, 99k, lên rất là gọn người nha mấy chị. M38 à, 99.000 đồng, chế nào lấy ghi là M38 là sẽ có đơn. Chất vải bao mát luôn á mấy chị ơi. Ai lấy M38 ghi M38 giùm em nha. Dạ, mọi người ha. Sale lỗi chỉ có giá 99k nha mấy chị nha. Mọi rồi. Em lên tiếp mấy chị. Ai thích lên kiểu gì thì comment giùm em đem lên luôn mấy chị. Dạ, ơi. Em mới làm quần áo gì cũng có nha mấy chị ơi, cũng có đồ lót nữa, mấy chị thích mẫu nào comment giúp em ạ. Có quần lót luôn. Ai thích kiểu gì lên kiểu đó. Rồi lên áo này cho em nha mấy chị ơi. Dạ. Mã 39 à. Mã 39 đi mấy chị. Ai lấy mã 39 comment giùm em mã 39 nha mọi người ha. Dạ. Size này cho em là 45 cho tới 65kg dành cho nữ. Lấy giúp em mã 39 nha mấy chị ơi, bu mà. Sale 130. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy giúp em mã 39, 130 nha. Sale 130.000. Ai lấy ghi giùm em là mã số 39 nha. Màu trắng lên rất là sang nha mấy chị ơi, lên phun rất là đẹp. Mẫu này bu ma cao cấp, bu ma xịn luôn. Ai lấy ghi giùm em mã? Mã 39 nha mấy chị ơi, 130 ạ. M39 à, 130k. Dạ, một cái duy nhất nha mấy chị đẹp. Ai lấy cái chị ghi giùm em cú pháp nha, là sẽ có đơn nha mọi người ha. Lấy giúp em mã 39, 130 nha mấy chị đẹp nha. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Mấy chị ơi, vô tương tác là mạnh tay giúp em nha mấy chị nha. Muốn lên mẫu nào comment lại giúp em ạ. Ủa Duyên ơi, cái này nó đâu có... Áo này nó đâu có thương hiệu đâu. Thì sao không biết lọc ra đi rồi mới đưa like. Dạ em đang tiếp mã mới nha mấy chị ơi. Mã 39 à. Mỗi thứ còn cái là sale luôn. Rồi mã này mã mấy mấy chị? Dạ mã 40 à. Mã 40 giùm em nha. Mã này hơi bị đẹp nha mấy chị ơi, hút lệ nha, một cái duy nhất thôi ạ. À. Đây các chị. Mã 40 giùm em nha các chị nha, lì vai. Xuất sắc mấy chị ơi, lấy tay mã 40 à. Lì vai mã 40 à. Ai lấy mã 40 các chị ghi giùm em. Còn một cái lì vai duy nhất bị bom. Cái này là size M 56-57kg các chị mặc được. Chị nào lấy em xả các chị cho livestream luôn. 99.000. Wow quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 40 à, 99k nha, lì vai à. M 40 99k lì vai. Một cái M duy nhất 56-57kg mình mặc vừa. Hàng bơm còn một cái sale 99k luôn. Dạ, lấy em mã 40 99k nha mấy chị ơi, màu trắng lên rất là sang à. 40 Hương Nguyễn. Có đơn à. Lên 41. Dạ. Chia sẻ like giúp em lên tiếp mã 41 à. 41 250, hàng này là Louis Vuitton, hàng xịn. Áo này là nam mặc được nha mấy chị nha, size này là size 2X. Ôi bị đẹp mấy chị. Nam ơi. Mặc được, nam 75 80kg mặc vừa. Còn chị nào nữ? Chị nào nữ thì 65kg, 70kg quay đầu. Áo này chị nào lấy sale các chị 130k. Lấy giúp em mã 41 nha mấy chị ơi, 130 của thương hiệu cao cấp nha. Cái Louis Vuitton này hôm bữa sale tới 250 lần á. Nên là chị nào thấy hồi lấy nha. Còn một cái là sale tặng các chị luôn 130.000 thôi. Lấy giúp em mã 41, 130, áo thun cao cấp chuẩn xịn nha. Nam nữ mặc được, nam 75kg, 80kg vừa. Còn nữ thì 65, 70kg quay đầu. Ok chưa mấy chế? Mã này coi dạng thoải mái nha mấy chị ơi, mã 41, 130 thôi à. Áo của LV á, Louis Vuitton á, hàng xịn đó mấy chị, đẹp lắm luôn. 41 em chơi chị Nguyễn Hằng à. Ai coi like, chia sẻ like, 41 Nguyễn Hằng, comment dạ. Trước chị Thủy Tiên nè. Dạ. 41 em hết mấy chị đẹp ơi. Mã 40 em hết hàng rồi nha mấy chị ha, rồi lên cho em mã mới. Lấy giúp em mã 42 à. Chia sẻ like, tương tác là mạnh tay giúp em. Ủa mấy chị ơi, áo cham nè. Trời ơi mấy chị ơi. Đừng bỏ qua cái áo Champion này cho em. Champion hiệu các chị 65kg quay đầu. Áo này áo xịn là chị Thủy Tiên. Ở ngoài bán cao lắm luôn. Champion. Áo Champion này ở ngoài một cái này mấy chị ơi mua ít nhất nha. Rẻ nhất cũng phải 450, 550. Hàng của Mỹ. Ai lấy ghi là 40 mấy? Dạ 42 à. 42 xe với chị 150 luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, mã 42 150 à. 45 cho tới 65kg đổ về. Áo này là Champion, áo hiệu của Mỹ. Màu xanh đen lên rất là trắng da nha mấy chị đẹp nha. Áo này cực kỳ đẹp và xung quanh của nó là Champion Heel luôn. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Lấy giúp em mã 42, 150 nha mấy chị đẹp ơi, một cái duy nhất à. Ai thích mua áo hiệu lấy hàng Champion này nha. Mấy chị đi ra mall nha, ở ngoài mall bán rất là cao luôn. Ở Takayama Shibuya cái này mà sale rẻ nhất là cũng mắc lắm.
hàng hiệu nha mấy chị nha. Cái này là Chambin của Mỹ. Lý ba mẫu 42 150 nha, chứ phải bao chuẩn xịn cho mấy chị. Màu xanh đen, hàng đẹp lắm luôn. Quan trọng là cái hiệu của nó, mặc lên mấy chị ơi, phối quần jean rất đẹp. Phi size 45kg cho tới 65kg mình quay đầu. Mã mấy à? Mã 42 150 nha mấy chị đẹp. Ai lấy 42 comment 42 giùm em. Dạ, chia sẻ like giúp em à. Lấy giúp em mã 42 150 một cái duy nhất là của Chambin nha. Ai coi like chia sẻ like lên 43. 42 cho chị Phương Thảo Bạch rồi. 42 Phương Thảo Bạch. 43 của Gáp. Trời ơi quá đẹp luôn cái Gáp này. Cái Gáp này bữa nhớ chút hết rồi phải không sợi? Đúng không? Bữa mã này hết hàng rồi đúng không? Dạ. Vậy là bị bơm. Rồi khẳng định luôn bị bơm rồi, xả luôn. Rồi mã này mã mấy à? Mã 43 nha mấy chị. 43 các chị ơi, 43, 57, 58 kg đổ về mặc được con Gáp này, chất rất đẹp luôn và màu rất lạ. 43 hàng Gáp, Gáp là không có hàng giả nha. Hàng này là Việt Nam xuất khẩu, hàng xịn nha mọi người. 43 sale 130 luôn. Lấy ba mẫu 43 130 nha, màu xanh nữa là sàn nha mấy chị. 43 130k. Ai lấy 43 các chị ghi giùm em là 43. Dạ, lấy ba mẫu 43 130 nha mấy chị đẹp ơi, màu xanh này rất là lạ luôn, rất là trắng da nha. Ai lấy các chị comment giùm em nha. 43 em chứ thì cho Ngô à. 43 thì cho Ngô. Lên 44. 43 em hết rồi, qua chiếc mẫu 44 nha. 44 giùm em. 43 em hết. 44 là cái gì đây? Cái này đâu phải cái áo đâu. 44. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ, em lên chiếc mẫu 44 mấy chị đẹp ơi. Rồi 44 cho em nha mọi người ha. 43 em hết rồi, lên 44 à. Đây. Rồi má ơi. Lấy lẹ cái này cái chị ơi, lì vai. Dạ, lấy em mã 44 lì vai màu đen nha mấy chị ơi, quá đẹp à. Lì vai này 62kg đổ về. 62 cân đổ về. Nãy giờ chị có chốt được áo nào không? Dạ có, chị Phương Thảo Bạch có được một cái. Phương Thảo Bạch có được một cái à. Mưa quá không nghe gì. Có được một cái nha chế yêu ơi. Mã này mã mấy à? Dạ, lấy em mã 44 à. Ai lấy 44 xả tặng các chị luôn 150 một cái, hàng 4 chiều của Levi. Chị ơi, lấy tem mã 44 150 nha. Coi giảm thoải mái luôn mấy chị. Ai lấy 44 ghi giùm em, bé anh là mã 44 là sẽ có đơn. Trước mã bao xịn nha mấy chị ơi, lấy tem mã 44 và 150 nha mấy chị. Lấy cái này đi, em có một cái mặc lên form rất đẹp luôn và đặc biệt nữa chất của nó rất là mát. Các chị mặc mùa hè là ok luôn, cái này đẹp lắm luôn á mọi người. Chị Phương Thảo Bạch à. 44 chị Phương Thảo Bạch. Rồi lên cho em mã này luôn. Lên em mã 45 nha mấy chị đẹp. Rồi bây giờ có một cái áo Zara nè. Hôm bữa nhiều người năn nỉ mãi luôn mà không có sale. Cái Zara này có một cái duy nhất nha mọi người ha. Rất là dễ thương, sale luôn đi. Màu quá xinh mấy chị đẹp ơi. Zara này 55-57kg đổ về. Màu rất đẹp luôn. Chị nào 57kg đổ về mặc được áo Zara này cho em. Màu của nó màu nâu tây nha. Rất đẹp, sale với chị luôn 45. Tặng các chị cho livestream luôn 130.000. Quá rẻ mấy chị ơi, 45 130 nha, màu lên rất là trắng da. 57kg 58kg đổ về, sale 130. Chất vải chuẩn xịn cao cấp nha mấy chị ơi, 45 130 thôi à. Áo Zara nha mấy chị ha, và đặc biệt cái mẫu áo Zara này rất là dễ thương luôn, cực kỳ dễ thương. Rất là dễ phối đồ mấy chị dễ ơi. Dễ mặc lắm. 45 130. Màu lên rất là tay. Ai lấy 45 ghi là 45 là sẽ có đơn mọi người ơi. Dạ, em giúp chị Đinh Hạnh à. Đinh Hạnh 45. Chia sẻ like giúp em lên chiếc mã mới à. 46 có hàng hiệu nè mấy chị. Levi nè. Ấy sorry nhầm, không phải Levi, Louis Vuitton. À quá đẹp mấy chị ơi. Cái này hàng hiệu phải không? Hàng Hồng Kông. Áo này là hàng Hồng Kông nha. Áo này đợt trước là 350 một cái. Lấy tem mã 46. Áo này từ thời nhà bà Hạt em bán 350. Áo này là áo xịn. Các chị đi ra ngoài quận 1, mấy chị vô những cái shop bán Hồng Kông là áo này đặt rất là mắc. Rất là dễ thương luôn. Áo của Louis Vuitton. Quá xinh. LV. À lấy áo này comment giùm em 45kg cho tới 65kg đổ đầu quay về. Mã 46 xả các chị luôn 150. Quá ghẻ mấy chị ơi, lớp em mã 46 150 là xe quá lỗ luôn mà. Chất của nó là 4 chiều luôn và áo này cực kỳ đẹp. Chất vải bao mát co dạng thoải mái nha mấy chị ơi, mã 46 150 à. Đẹp lắm luôn. Louis Vuitton lấy cái này đi. À, em chớ chị Hằng Võ. 46 chị Hằng Võ nè. Chia sẻ like tương tác với em nha mấy chị mã mới. Đây em lên cái này nè, hàng này hàng thương hiệu luôn nè. Cái này cũng không xì nè. Đó, cái này là 300 mấy một cái không á. Quá sang mấy chị ơi, lớp em mẫu 47 à. Cái gu xì này đẹp lắm á. 45 cho tới 65 cân đổ về. Chị nào lấy áo này sale cái chị luôn 150 luôn. 47 150 nha mấy chị ơi, màu đen là gu xì nha mấy chị đẹp nha. Vải của nó mát lắm mấy chị, êm cực kỳ luôn. Mấy chị mặc mặc đồ hàng Hồng Kông xịn đi mấy chị ơi, vải rất đẹp. Con coi dễ rất là dễ phối đồ à, 47 150 à.
cái Gucci này ở ngoài mấy chị mua chính hãng thì cái áo này tầm mười mấy triệu, còn các chị mua hàng này là hàng Hồng Kông, nó lên là nói chung từ đường vải đường may của nó nhìn giống lắm luôn á, nó giống như là hàng một một vậy đó. Thì cái này là hồi xưa 350, chị nào lấy cái này sale 150 Gucci xịn nha mấy chị ha. Dạ, lấy tem mã 47 là một cái duy nhất của hãng Gucci nha mấy chị. À lấy 47 ghi là 47 là có đơn. Chia sẻ like tương tác cho em à, lấy tem mã 47 150 à. Rồi 48. Rồi chuẩn bị lên đồ bộ rồi áo thun nữa đó mấy chị, đợi em chút xíu 48. Dạ, lấy tem mã 48 à. Cái này còn cái à, mã này hàng hiệu à. Ôi, quá. Cái này là Adidas nam mặc nha mấy chị. Áo nam nha. Chị nào mua cho nam lấy áo này cho em nha, 75-80kg vừa áo này luôn. Dạ. Lấy tem mã 48 nha mấy chị nha. 48 Adidas, hàng này Adidas xịn, Cambodia, sale các chị luôn 130. Quá rẻ luôn à, lấy giúp em mã 48 130 nha. 48-130 Adidas áo nam. Rất đẹp luôn. Mấy chị ơi, cái này mắc lắm luôn. Riêng hàng Adidas này em nói mấy chị chuẩn Cambodia, hàng xịn. Ai coi like các chị nhìn các chị biết rồi, chuẩn Cambodia luôn nè, chứ không phải là hàng mà hàng rẻ đâu, hàng này rất đẹp. À, em chơi chị Thủy Tiên Nguyễn à. 48 chị Thủy Tiên. Cái nào hàng đẹp có hàng đẹp à. Có cái con này hàng đẹp luôn nè, Bolo nè. Lấy tem mã 49 à. Có con này hàng đẹp luôn nè, Bolo Long Rình nè. Áo này là dành cho nam. Ai biết thương hiệu này không mấy chị, Polo Lâu Rình rất là đẹp luôn. Mấy ông đàn ông quái mặc áo này lắm. Màu xanh đen rất 80kg quay đầu, 75-80kg đổ về. Ai lấy cái chị ghi giùm em mã 49, sale cái chị luôn 130. Quá rẻ mấy chị ơi, 49-130 nha, màu xanh đen rất là trắng da. Polo Lâu Rình quan trọng mấy chị nhớ cái thương hiệu này không? Áo này rất đẹp luôn, không có hàng đẻo đâu. Đơn giản rất là sang, rất là dễ. Vải của nó là vải hãng luôn á mấy chị. Có sao nói vậy nha, mẫu này hàng xịn nè. Lấy tem mã 49-130 nha, một cái duy nhất nha mấy chị đẹp à. Mặc đẹp lắm, mua cho nam mặc. Còn chị nào 65-70kg thì mình mặc vừa luôn. Đa số mấy cái áo này là form của nó là form unisex đó nên mình dễ mặc lắm. 49 nha, chứ chị Thủy Tiên Nguyễn à. 49 chị Thủy Tiên nè. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị đẹp à. Mã 50 nè, thương hiệu Essentio. Ai lấy mã 50 ghi là mã 50 giùm em là có đơn. Quá xinh luôn mấy chị ơi, lấy tem mã 50 à. Mấy chị ơi, áo này rất là xinh nha. Lấy lẹ không có, không có hàng nha mọi người. Dễ thương lắm luôn. Lấy tem mã 50 à. Essentio. Hàng này cho em là hàng 4 chiều, 45kg cho tới khoảng 60kg đổ về thôi. Chị nào vừa các chị lấy mã mấy à? Dạ, lấy tem mã 50 à. Essentio nha, 150. Dạ. Đẹp cực luôn. Mã 50, 150 giúp chị Nam Hà. M50 này đẹp lắm luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh Nam Hà. Dạ có luôn à. Ai có like, share like giùm em để em tí. Em lấy mã 51 à. 50 chốt Nam Hà rồi chứ ơi. Chia sẻ like giúp em nha, em lên chiếc mã 51 à. 51 nha. Đây mấy chị, em có set bộ của Hồng Kông, hàng xịn, bao gồm là một áo. Set này của Hồng Kông nha. Hàng này hàng thẩm quyến nha mấy chị. Hàng này là hàng mắc tiền nha, Tiamo nè, hàng mắc tiền. Nó bao gồm là một set nè. Rồi nó sẽ có một cái quần luôn, đẹp lắm. Nó có một cái quần luôn. Và đặc biệt nữa, nó cái quần này phía sau của nó có độ co giãn luôn. Thì cái set này là chuẩn M. Chị nào mặc đồ mà chuẩn size L, sorry nhầm L. Chị nào mặc đồ chuẩn L luôn, các chị lấy set này cho em. Nó có một cái nịch. Set này là 490.000. Hồi xưa em like một lần, hàng cao cấp. Chị nào đặt trong like ngày hôm nay em tặng luôn cả set luôn 180.000. Wow, quá lẻ mấy chị ơi, mã 51 180 nha. Set của Hồng Kông, hàng này là hàng thẩm quý. Một set kèm nịch nha mấy chị nha. Lấy tem mã 51. Mấy chị về mấy chị nhìn đi, cái chị cầm cái áo đi 100% là chất lụa xịn luôn mà có nguyên cả bộ luôn 180. Nhưng ai mặc đồ chuẩn L thì các chị lấy nha. Chọn L nha. Ai mặc đồ size L các chị lấy set này. Áo này mấy chị tách ra, mấy chị mặc chung với quần tây cũng đẹp luôn. Kiểu gì cũng đẹp. Nó là một cái set bộ để mình mặc đi chơi mấy chị. Rất là sang, chất xịn lắm luôn và rất là đẹp. Dạ. Lấy tem mã 51-180 nha mấy chị ơi. Một set kẹp nịch đợt màu này rất là sang. Cả bộ luôn nha. Có một cái quần và có một cái dây nịch bụng luôn. Cả bộ 180k. Hàng cao cấp nha mấy chị ơi. Chất vải rất là mát à. Lấy tem mã 51-180. 51
hết à. Mấy chị ơi xem like chia sẻ like giúp em nha. Rồi 52 cho em nha mấy chị. 52 là quần nam. Rồi còn một cái luôn nè. Trời quần nam này đẹp lắm mấy chị, size 3X. Chồng chị nào 75-80kg vừa. Hàng xịn Adidas luôn. Lấy giúp em mã 52 nha mấy chị nha. Cái này đi ra ngoài mua rẻ rẻ đó thì cái shop nào bèo lắm cũng 350. Em tặng các chị 150 luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, mã 52 150 à. 75-80kg đủ về, mặc được cái quần này size 3X. Cực kỳ đẹp luôn. Quần cao cấp co giãn thoải mái nha mấy chị ơi. Có dây thắt lưng chung ở bên trong luôn, rất là dễ mặc ha. Quần này là nam nam bận đẹp lắm, hàng xịn mấy chị. Ai lấy cái chị comment mã này mã mấy? Mã 52 nha mấy chị nha. 51 Đặng Ly. Dạ có được. 51 là sale 180 một bộ. Còn mã này là mã 52 là cái quần nam. Hàng xịn luôn đó mấy chị. Dạ. Quần cao cấp nha mấy chị ơi, chút phải rất là mát rồi. Lên giúp em mã 52 nha, Adidas à. Mua cho chồng à. Quần này em bao với chị luôn, chất rất là xịn và chất rất là mát ha. Ai lấy 52 ghi 52 là có đơn. Dạ. Ra ngoài không có giá này đâu nha mấy chị ơi, lấy giúp em mã 52 ạ. Rồi em có xế quần lót nè. Quần này quần cao cấp đúng không? Dạ. Mấy chị ơi chia sẻ like. Em có xế quần lót bị bơm nè. Đẹp quá mấy chị. Em lên tiếp mã nha mấy chị nha, 53 ạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Quần này mặc không đẹp trả lại tiền. Rất đẹp luôn. Quần lót mấy chị ha, cao cấp. Và đặc biệt cái quần này là tầm cho em chị nào khoảng 60 cân đổ về. Rất đẹp và rất sang luôn. Ai lấy cái chị comment giùm em. Lấy em mã 53 nha mấy chị nha, quần lót cao cấp rồi. Cái này là một cái là 150 một cái. Bây giờ em còn được một combo là 5 cái, đủ màu. Ủa, quá xinh luôn. Còn đúng một set duy nhất. Còn được 5 cái cuối cùng, 60 cân quay đầu. Và đặc biệt cái này nè, các chị có lưới chống luôn, không bị nắm ngứa luôn, hàng xịn nha. Mấy chị mặc thử hàng này đi, rất êm và đặc biệt là không có bị gọi là cứng ong luôn á. Cả set luôn 5 cái. Ai lấy các chị ghi giùm em là, các chị ghi giùm em mã máy à. Dạ, mã 53. Ai lấy 53 xe với chị luôn, 250 một set. Quá rẻ mấy chị ơi, lên giúp em mã 53 nha, một set 5 quần à. Hàng đẹp nha, hàng này hàng cao cấp. Mặc đi mấy chị ơi, rất êm luôn, 60kg đổ về. Màu nào cũng là xinh nha mấy chị. Set này là 60 cân đổ về, chị nào vừa cái chị lấy nha. Ghi giùm em là mã 53. Đẹp lắm luôn, hàng hiệu và đặc biệt nữa, êm lắm đó chứ. Lấy giúp em mã 53 nha, 250 một set 5 quần nha mấy chị ơi. Nhẹ hêu à. Mà đặc biệt nữa, ai hỏi khách của em, hỏi khách của em bữa giờ nhận quần lót của em có đẹp không? Thật sự luôn. Riêng quần lót em phải nói quần lót nhà bên em rất là đẹp. Bao hơn phút mồ hôi nha mấy chị ơi, chất liệu thoải mái luôn à. Lấy giúp em mã 53. Mà nó nhẹ lắm mấy chị, nó cực kỳ nhẹ luôn. Mặt nó không có, nó không có bị bó hai bên hông. Mặt nó mát lắm và nó rất là êm. Dạ. Ai lấy cái chị comment giùm em nha. Mã 53 250 nha mấy chị ơi, một set 5 quần màu nào cũng rất là xinh nè. À. Mấy rồi. Chị ơi, chia sẻ like chia giúp em nha mấy chị nha. Lên tiếp luôn nè mọi người. Mấy chị thích lên mẫu nào comment lại giúp em nha để chị mang lên nè. Tôm mì với mấy chị. Em có cái to mì 54. Dạ từ từ em lên luôn á chị Nam Hà, 54. Em có một cái áo 54, có một cái áo to mì. Mà quá xinh à. Áo này thì dành cho những chị nào mà tầm 60 cân đủ lên. Chị nào 60 cân cho tới 65-70kg. Áo này em bị bom. Hàng của to mì em còn một cái nguyên duy nhất luôn, rất đẹp. Em sale 99.000. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 54 99k nha màu. 54 99k, ai lấy 54 ghi là 54 là sẽ có đơn 99.000 thôi mấy chị. Chút phải bao mát nha mấy chị ơi, chị có giá 99k à. Ai lấy 54 ghi là mã 54, nguyên một áo luôn, hàng xịn mới hết nguyên tem luôn của to mì. Màu nâu đất rất đẹp luôn, sale 99k. Dạ. Áo này từ 60kg cho tới 65kg là các chị mặc ok, 70kg được luôn. Huỳnh Ngân 54. Dạ có đơn à. Ai coi like, share like giùm em nha. Em lên tiếp mã 55 à. Rồi em có cái áo này nè, nó bị dính vô. Mấy chị mua về mấy chị giặt nha. Áo này hàng xịn của Levi luôn. Nè, nó bị dính vô nhẹ ngay đây. Các chị mua về, các chị giặt, các chị xử lý giùm mấy anh. Áo này là áo lì vai hàng xịn luôn. Và áo này là 45 cho tới 65kg vừa. Màu quá đẹp à. Chị nào chốt áo này em đang bán là 180. Em xem các chị luôn 99.000. Lên giúp em mã 55 à. 99k nha mấy chị ơi, quá là lẻ luôn à. Cực đẹp luôn và màu kem này rất là dễ thương. Các chị mua về, các chị bỏ hút tẩy, các chị giặt giùm em nha. Này nó bị dính dơ thôi.
Đó, nó bị lỗi nhẹ ngay đây nên là em sale lỗ luôn. Em tặng 99k. Bếp em mã 55 nha mấy chị ơi, 99k màu hơi bị sáng chao luôn ạ. Chị nào lấy ghi giùm em là mã 55. Để 55 Huỳnh Ngân ạ. 55 Huỳnh Ngân. Dạ có đơn. Rồi lên cho em mã này 56 luôn. 56 nha mấy chị ơi, chia sẻ like cho em. Lên cho em mã này 56. Áo nam mấy chị ơi, Tommy Nam. Màu sáng nha mấy chị ơi, xuất sắc ạ. À. Đẹp mấy chị. Tommy Nam. Nam 75 80 kg vừa, chị nào nữ thì 70 cân đổ về. Còn một cái Tommy Nam sale luôn mấy chị. 130. Lấy cái bên mã 56 130 nha mấy chị ơi, màu sáng quá đẹp. Mã 56 sale 130 đi các chị. 56 sale 130 của hãng Tommy nha mấy chị ơi, áo này rất là mát nha. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đẹp lắm luôn á mọi người. Lấy cái bên mã 56 130 nha mấy chị ơi, một cái duy nhất rồi. À. Ai lấy 56 nha, 56 nha, 56 Nguyễn Hằng à. Dạ có đơn à. 57 y, còn một cái gáp mấy chị ơi, chết rồi, nãy giờ ai mê gáp các chị ơi, chốt với em con này luôn. Lấy bên mã 5. Gáp là không bao giờ có hàng giả. Nó chỉ có hai loại hàng, một là hàng sản xuất tại châu Âu, hai là Việt Nam xuất khẩu và xuất đi nước ngoài thôi. Riêng gáp là em bao với chị hàng xịn luôn, rất đẹp. Con gáp này là màu của nó là màu rất là lạ. Size này cho em là 45 cho tới 65 cân mấy chị mặc vừa. Mã số mấy à? Mã 57 mấy chị ơi. Ai lấy 57 các chị ơi comment giùm em nha. 57 gáp nha. Xe mấy chị 130 luôn. Quá rẻ mấy chị đẹp nha. Lấy em mã 57 130 nha mấy chị ơi, màu này luôn. Thương hiệu của gáp. Cái màu này nó thì không ai lấy là thôi luôn á, tại vì hôm bữa lên là 06 một cái. Cực kỳ lạ luôn. 57. Em cho chị chung hình. 57 chung hình. Dạ có đơn. Lên con này mà không chốt là thôi luôn nè, lạ lắm luôn. Lì vai mấy chị, lì vai Cambodia. Lì vai Cambodia là nó sản xuất tại nước Cambodia luôn, hàng xịn. Màu này là hình rất là trắng da nha, 58 à. Mã này cho em là 58 cân đổ về. Chị nào từ 45 cân cho tới 58 cân có chị mặc được cho em mã này. Mã này lên cho em mã số 58 à. Chị nào lấy mã 58 xả tặng khách luôn. Mã này nha, 130 ngàn. Quá rẻ đi chị ơi, lấy bên mã 58. Ôi cái màu này là cực kỳ tươi luôn. Và đặc biệt cái màu này là mặc lên là không kén da nha mọi người ha. Da trắng da đen mặc được nha mấy chị ơi, lấy bên mã 58 130. 58 à, cho chị Hương Nguyễn à. Dạ có được. Rồi có một cái thôi. Rồi lên cho em mã này luôn. Dạ. Hàng lẻ kêu hết mấy chị. Lên cho em mã 59 rồi mấy chị ơi. 59 chết rồi. Rớt rồi, cái này nó quá đẹp rồi, sao giờ mấy chị. 59 lì vai. Ủa xuất sắc mấy chị ơi, lấy bên mã 59 nha, màu trắng à. Cái màu trắng này là cái màu hiếm nhất luôn. Màu trắng mà bản lì vai này là bây giờ ở trên web nó vẫn đang bán mấy chị. Cái mẫu này cho em rất là đẹp nha. Và hàng này là hàng made in Cambodia luôn. Nó tuồn đó mấy chị. Dạ. Mã này cho em là mã 59. Ai lấy mã 59 các chị comment giùm bé đẹp luôn, xả tặng các chị luôn. Cái áo này đang cầm trên tay rẻ bèo nhèo luôn, 150. Quá rẻ mấy chị ơi, lì vai à 59 150 nha mấy chị ơi. 4 chiều, 45 kg cho tới 62 63 cân đổ về mặc được luôn, rất đẹp mấy chị. Áo không chuẩn thì cao cấp nha mấy chị ơi, chút phải đẹp lắm. Lấy giùm em mã 59 nha. M59 cái gì thôi sẽ có đơn. Đẹp lắm luôn, cái màu trắng này là hot lắm luôn nè. Hồi về cái màu trắng này là không có hàng luôn á mọi người. Giá quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 59 150 à. Cái màu này em đang mặc là cái màu đang cầm là cái màu rất là cháy luôn á. Chế nào lấy cái chế comment giùm em nha. Năm mấy à? Lấy em mã 59 150 nha mấy chị nha. 59 130 nha, 150 nha, sorry đọc nhầm. À lấy cái gì comment giùm em. Rồi giờ em lên mã tiếp luôn. Chia sẻ like với em nha mấy chị ơi, qua tiếp mã mới à. Lên mã 60 đi mấy chị. Dạ. Lấy em mã 60 nha. M60 à. Đây. Rồi còn cái bị bom luôn. Ôi nhưng mà cái này không sale được đâu. Cái Kenzo này mắc lắm. Rồi cao cấp nha mấy chị ơi. Kenzo này là dành cho những chị nào 57kg đổ về. Ai 57 cân đổ về hàng 4 chiều. Chị nào chốt nha, hàng 4 chiều 180. Chị nào đặt trên live sale 130 luôn. Lấy em mã 60 nha mấy chị nha, 130 thôi à. Mã cho em là mã 60 à, Kenzo à. Áo thương hiệu luôn á, sale 130 mấy chị. Lấy em mã 60 nha, màu trắng không có kén da luôn nha mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn. Em chớ chị tiền luôn mã 60 à. 60 tiền luôn. Quá rẻ mấy chị. 130. Em rồi. Tiếp mã 61 à. Cái quần này là quần gì đây? Tiêu luôn nè. Bây giờ cho luôn nè, ai chụp lẹ nha. Cái quần này 180. Quá đẹp à. Cái quần này dành cho nam 75kg. Chị nào lấy tặng cho chồng hoặc cho con cũng được. 75kg quay đầu. Từ 65kg cho tới 75kg mặc vừa. Mã cho em mã mấy? Mã 61 à. 61 sale 130 luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 61 nha, 130 à. Sale cả quần Nike
kỳ luôn, 130k và đặc biệt là nguyên tem và nguyên tác hàng xịn luôn. Chế nào lấy ghi giùm em mã máy à? Lim em mã 61 130 nha mấy chị đẹp ơi, quá rẻ à. Cái này lấy ơi quá đẹp luôn, 180 sale 130 luôn. Ra ngoài là không có giá này luôn nha mấy chị nha, lim em mã 61 130. Còn nguyên tem, còn nguyên dây, hàng mới hết mấy chị, còn một shop một cái. Mẫu này là đồ khách hỏi nhiều lắm đó. Mã này đẹp nè. Giúp mãi coi dạng bao mát mấy chị ơi. Quần này là quần nam nha, mã 61 là có đơn. Quá rẻ mấy chị ơi. Rồi em xem cái áo này luôn nè. Áo này em mua hàng thẩm quyến, đây là hàng hiệu. Áo này em mua vô là 600. Mà bây giờ em mặc quá, em mặc không có vừa. Nên là áo này là áo hàng cao cấp, em nói trước. Mã này là mã 51 cho chị Nam Hà. Dạ có đó. Áo này là áo cao cấp của Hồng Kông nha mấy chị ha. Em mua vô là 600 lận á. Bây giờ em sẽ dành tặng một chị. Ai comment nhanh tay nhất thì chị sẽ có. Dạ. Một người thôi, hàng này hàng xịn nha. Hàng này là hàng cao cấp nha. Lấy em mã 62. Mã này là em mua để em mặc. Mã này là mã 62. Coi dạng thoải mái luôn, 60kg quay đầu, 60 cân quay đầu. Quá đẹp mấy chị nào vừa chốt áo này em tặng các chị luôn 180.000. Lấy em mã 62 180 nha, hàng cao cấp mấy chị ơi. Áo này em nói trước, áo này là hàng cao cấp, hàng này là hàng thẩm quyến. Bé anh mua bé anh mặc. Mà giờ em mặc không có vừa. Áo này là em mua mà em mặc không có vừa. 60kg đổ về, chị nào lấy xe 180. Nhưng hàng này là hàng xịn nha. Hàng này là hàng hiệu nha. Chế nào lấy cái chị comment giùm em, vải đẹp lắm. Mã 62 em chứ. 62 cho chị Phương Thảo Bạch à. Chị về chị cầm cái áo hàng hiệu lên đi là nó mát tay mà vải nó xịn cực kỳ luôn. Hồi nãy có một cái gì hàng lẻ nè, còn một cái áo nè. Em sale luôn nè. Lấy ra mã 63. Nay em lừa bán đồ lắm mấy chị ơi, còn lẻ ít em sale hết đi nha. Hàng này là size 2X mấy chị. Áo nam mấy chị 2X, nam 75 80kg đổ về. Dạ. Lấy em mã 63 nha mấy chị ơi, màu đen à. 63, còn một cái luôn sale 130 đi. Quá rẻ mấy chị ơi, 63 130 nha, coi dạng thoải mái luôn à. Áo nam sale 130 mã số 63, ai lấy ghi giùm em mã số 63 sale cái chị 130.000 dành cho nam. Áo nam dành cho nam, chị nào có chồng từ 70 cân cho tới 80 cân quay đầu mình mặc được áo này. Chồng mặc được áo này và cái vải này rất là mát, hàng xịn nha. À lấy 63 ghi 63 giùm. Lấy em mã 63 130 một cái duy nhất nha mấy chị đẹp nha. Chế nào lấy cái chế comment giùm em. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác giúp em nha mấy chị nha. Lấy em mã 63 nó đẹp á. Lấy về mặc mát lắm. Mặc buổi tối đi chơi hoặc là sáng đi làm cũng được nữa. Rồi áo nữ mấy chị. Ôi quá đẹp mấy chị ơi. Áo này là 65kg quay đầu luôn nè. 45 cho tới 65kg trở về nha. Áo này áo Puma. Lấy em mã 64 ạ. Áo này là Puma xịn luôn, đẹp luôn, sale cái chị 101. 64 101 nha mấy chị ơi, mà quá xinh luôn à. Mà 6, này nên lấy 64 em sale 110.000 đồng. Chị nào lấy cái chị ghi giùm em mã 6 mấy à. 64 nha mấy chị ơi, 101 à, lên phơm rất là đẹp nha. Quan trọng là cái vải này là rất là đẹp. Mấy chị tin em đi, vải này mặc cực kỳ đẹp luôn mà giãn nhiều luôn. Chị Trung Huỳnh à. 64 chị Trung Huỳnh, sale 101. Quá đơn à. Quan trọng là vải nó rất là đẹp. Em lên cái mã 65. 65 mấy chị ơi. 65 này là size cho em là size cỡ 50. Chị nào 56 cân nha. Chị nào mặc đồ size cỡ kiểu size ML 56 cân đổ về, ai cỡ 56kg quay đầu thôi. Cái này em bị bom, em xả luôn Puma. Ai lấy áo này tặng các chị luôn 101. Lấy giúp em mã 65 101 nha mấy chị ơi, màu đen à, lên phơm rất là gọn người à. Ai lấy 65 ghi 65. 56 cân, 57 cân quay đầu, có độ co giãn luôn, Puma. Chất vải bao mát nha mấy chị ơi, chỉ có giá 110 rồi lấy. Mát lắm luôn. À. Cái này nó thiệt mấy chị đi mua sỉ cũng không được giá này nữa. Xe mấy chị 110.000 đồng nha, ai lấy comment giùm em. Dạ, lấy giúp em mã 65 110 nha, mang đi tập đi chơi thì cũng được nha. Ai lấy 65 ghi giùm em là 65 là các chị sẽ có đơn. À. 65 Hương Nguyễn. Bây giờ em sao bây giờ này? Cái lì vai đen á. Bây giờ lì vai em còn được 3 cái. Bây giờ em bán lỗ luôn, nặng nề luôn. Chị nào chốt được thì cái chị lấy nha, coi như là hên đi nha. Hồi nãy là sale là 150 rồi. Bây giờ mã này mã 6 mấy? Dạ 66 ạ. Bây giờ cái mẫu này hồi nãy em sale là 150, 160. Bây giờ chị nào lấy mã 66 này luôn, em tặng luôn 130.000. Quá rẻ mấy chị ơi, chưa từng có nha. Chưa bao giờ lì vai 4 chiều mà cho 130.000 là lỗ rất là nhiều ở trong đây luôn. Chị nào lấy cái chị comment.
Tại vì em còn lẻ em để em cũng không có nhớ mã đâu. Nên là em lỡ like em sale rồi em sale luôn cho nó sạch nhà luôn. Chế nào lấy ghi là mã mấy à? Mã 66 nha mấy chị ơi, 130 lì 64, 54, 58 kg là bao vừa luôn á chị Trung Huỳnh. Cái màu màu hơi xám xám đúng không? Dạ. Ok, thoải mái luôn. Mã này mã mấy? 66, 130 em giúp chị Hoài Nguyên à. Hoài Nguyên có được. Còn hai cái S này là cho luôn. Thôi bán tặng luôn đi. Em chào chị Quyên Quyên nè. Chào chứ đẹp. Bây giờ thôi, bây giờ em cho tặng luôn. Áo này là 57kg đổ về, mặc được 56, 57kg. Bây giờ em còn được hai cái hàng còn sót, 4 chiều luôn. Em tặng mấy chị 130 ngàn. Quá nghe mấy chị ơi, lấy em mã 67 à. 67. Ai lấy 67 các chị comment là mã 67 các chị sẽ có đơn nha. 130 thôi nha mấy chị ơi, sale quá lỗ luôn rồi à. Đi qua nha mấy chị ơi, 67 130. Để em coi áo nam em còn không, sale mấy chị 130. Bán tặng luôn á. Mà chị nào 56 57 cân đổ về mới mặc vừa thôi nha. Trên thì mặc không vừa, trên thì mặc hơi ôm. Hàng này 4 chiều chắc chắn là sẽ ok, nhưng mà mấy chị trên 57 kg thì mặc hơi ôm một tí. Chị nào cỡ 57 kg đổ cân về thì mấy chị mặc được cái áo này. Dạ, cho giúp em mã 67 130 nha mấy chị ơi, liền qua màu đen à. 130 nha mọi người ha. Giá chưa từng có nha mấy chị ơi. Hàng cao cấp ạ. À. Mặc rất là êm luôn và mặc cực kỳ mát luôn. Cho giúp em mã 67 130 còn hai cái duy nhất nha mấy chị đẹp. Em dọn nào không, em còn được ít nè. Tới giờ em dọn cho sạch luôn. Chia sẻ like tương tác giúp em, thử lên khẩu nào của mình giúp em à. Rồi tới giờ em dọn kho tí. Rồi mã này đi mấy chị. Lấy giúp em mã 68 à. Lì vai. Màu quá đẹp à. Lì vai mã số 68. Lì vai này là 45kg, cho tới 60kg đổ về mặc được. Em còn một cái lì vai bị bom, sale cái chị luôn 99 ngàn. Lên giúp em mã 68, 99k một cái duy nhất nha mấy chị. Lì vai nha, thương hiệu lì vai nha. Một cái duy nhất sale 99k luôn, hàng mới hot. Không bán hàng cũ nha. Mấy anh chị bán hàng mới thôi. Hàng này là tầm khoảng 57-58 cân đổ về. Chị nào vừa lấy ra, sale 99k. Lên giúp em mã 68 nha mấy chị ơi, chứ phải cao cấp to dễ nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn và cực kỳ dễ thương, lì vai nha mọi sale người ha. Sale lỗ chỉ có giá 99k, lên giúp em mã 68 nha mấy chị. 68-99k. Mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em, mẫu lên mẫu nào của mình giúp em nha. Rồi lên 69 màu đỏ mấy chị. Lên giúp em mã 69 nè. Trời ơi, champion xịn nữa mấy chị ơi. Mã này là đúng mà champion xịn luôn á, 4 chiều luôn á. Size này là 65 cân đổ về, 45 cân cho tới 65 cân đổ về. Quá đẹp ạ. Áo này chị nào vừa em tặng luôn một chị nha, 130 ngàn luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 69, 130 màu đỏ nha mấy chị đẹp nha. 4 chiều nha, hàng này em đang cầm trên tay của mấy anh là 4 chiều. Chị nào lấy các chị comment mã mấy à. Mã 69, 130 nha mấy chị nha. M69, 130, M69, 130 à. Ai lấy M69 comment giùm em. Lì vai nha mấy chị ơi, chưa có giá này đâu à. Lên giúp em mã 69, 130 nha mấy chị nha. M69, 130 nha. Ai lấy các chị ghi giùm em. Thoải mái nha mấy chị đẹp à. Đẹp lắm luôn, áo, áo champion nam. Lên giúp em mã 69, 130. Áo champion nữ. Ai lấy thì comment giùm em. Mấy chị ơi, chia sẻ like tương tác giúp em nha, cho nhiều người xem nha mấy chị đẹp à. Em còn được mấy hộp mặt nạ nè. Đáp của hộp mặt nạ này hôm nay tháng mấy rồi? Dạ tháng 8. Rồi hôm nay là tháng 8 rồi. Mặt nạ này đáp của nó là tháng 10 năm 2022. Và đặc biệt hộp mặt nạ này nó có cái đáp lưu hạn. Tại vì hàng Hàn Quốc. Thì cái này mấy chị bỏ tủ lạnh, đáp lưu hạn sẽ được 2 tháng. Và nó còn hạn sử dụng của nó là được 2 tháng rưỡi nữa. Thì bây giờ mình về mình đáp lưu. Mỗi ngày mình đáp cho em. Hộp mặt nạ này hồi xưa em bán là 500 nghìn. Mặt nạ ban tao, ai coi like nhớ. Em mới kiểm kho, sót được mấy hộp. Còn được mấy hộp nhìn thử sợi. 2, 4, 6, 8, 10. Em còn được 10 hộp sót kho. Em xả lớn luôn mặt nạ ban tao 10 hộp. Chị nào lấy các chị comment xả tặng các chị 50 ngàn một hộp. Wow, quá rẻ mấy chị ơi. Lấy giúp em mặt nạ ban tao nha mấy chị nha. 50. Ai lấy các chị ghi là mặt nạ. Ai lấy ghi là mặt nạ. Một hộp 10 miếng 50 ngàn. Trâu cha mà ơi, hồi xưa bán rẻ nhất là 500k, 499k. Em nói thiệt mấy chị rẻ cực kỳ luôn. Chị nào đang thay da về các chị đắp mặt nạ cực kỳ đẹp. Mà đặc biệt nữa mặt nạ các chị đắp hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Thì một hộp này các chị em nói thiệt đắp vài ngày là các chị hết. Mà bây giờ em xem các chị 50 ngàn một hộp mặt nạ rẻ như cho luôn, chỉ có được 10 hộp thôi. Giá chưa từng có nha mấy chị ơi, lấy em mặt nạ ban tao à, 50k thôi à.
ai lấy comment nha, 10 hộp cuối cùng nha. Tại em nói thiệt mấy chị, bởi vì mỗi thứ em còn được ít ít, em không có nhớ. Nên là bây giờ em coi hàng lẻ nào em còn được ít em lấy ra em xả luôn. Mặt nạ này đắp rất là sướng. Nó không phải là mặt nạ giấy, nó là mặt nạ tơ tằm. Đắp cực kỳ đẹp luôn. Đắp của nó còn được cỡ 2 tháng rưỡi, nhưng mà nó có thêm một cái đắp lưu hạn là 2 tháng nữa. Suy ra là hộp này các chị sử dụng được tới 4 tháng rưỡi lận. Mà hộp này 10 miếng sale các chị còn 50 ngàn thôi. Quá rẻ mấy chị ơi. Suy ra có 5 ngàn miếng rồi đúng không? 10 miếng, suy ra có 5 ngàn miếng rồi. Rẻ lắm luôn. Mình về mình đắp mỗi ngày nha mấy chị nha. 10 ngày là mấy chị hết 10 miếng rồi. Dạ. Em giới chị Nguyễn Hằng ba mặt nạ. Em giới với chị Đặng Ly mặt nạ luôn à. Em giới với chị Đinh Hằng mặt nạ luôn à. Ai lấy mặt nạ ghi là mặt nạ nha. 50 ngàn 10 miếng nha. Một hộp nguyên luôn. Đó. Hồi xưa hộp này rất là mắc luôn. Chia sẻ like giúp em nha. Lý em mặt nạ bên tao 50k thì là giá quá rẻ nha mấy chị đẹp nha. Rồi bây giờ em lên tiếp rồi mấy chị. Mấy chị ơi, muốn lên mã nào, quần áo hay là quần lót cao cấp thì cứ chia sẻ like giúp em nha. Rồi em lên tiếp mấy chị ơi, cái này là gì đây? Ai lấy mặt nạ ghi là mặt nạ banh tao là có đơn 50.000 đồng 10 miếng. Tối nay em like phong thủy nha mọi người. Tối nay like phong thủy với hợp phẩm chức năng. Tối nay các chị coi like. Mặt nạ là 50.000 10 miếng nha. Dạ. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em. Dạ, tương tác và bạn tay giúp em nha mấy chị nha. Ồ má ơi, quá đẹp luôn. Quá xinh luôn. Ai chốt được cái đầm này đúng là quá đẹp luôn. Cái đầm này là đầm Levi hàng hiệu cao cấp. Đây là đầm Levi hàng hiệu cao cấp. Một đợt là bị âu, bị tuồn ra nè mấy chị. Riêng hàng này thì cái đầm này em nói là hàng chính hãng nha. Ai lấy đầm này các chị comment giùm em. Dạ, lấy đem mã 70 ạ. Levi xịn. Và đặc biệt các chị ơi, mặc cực kỳ đẹp luôn. Sale mấy chị 150. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy đem mã 70 ạ. Đầm Levi cao cấp nha, 150 ạ. 45 cân cho tới 65 cân mình vừa. Sale 150. Nó là một cái đầm, nó là một cái đầm mà gọi là tay dài nha. Chị nào mà đi chơi, đi chị nào mà ở vùng lạnh đồ này nọ để dành mua, để dành Tết mặc cũng đẹp lắm. Xúc rất là đẹp luôn. Nguyễn Kỳ Phát mặt nạ có đơn 50 ngàn một hộp 10 miếng mấy chị, dạ, về đắp luôn. Ai lấy các chị comment giùm em nha. Đầm này sale mấy chị luôn 150. Lấy em mã 70 nha mấy chị nha. Levi 150 à, đầm cao cấp nha mấy chị nha. Levi 150. Giá quá rẻ luôn mấy chị ơi. Em có hỏi một cái sản phẩm này sau khi thay da mấy chị xài được, xài được luôn mà hôm bữa em có bán nè. Mã 70 chị Thủy Tiên. Dạ có đơn à. 70 em hết rồi mấy chị ơi. Bây giờ có được một cái hàng bơm, chị nào lấy comment luôn giùm em. Có một cái áo tôm mì bơm 65kg đổ về. Dạ. Chị nào lấy em anh tặng luôn 99 ngàn. Lấy giúp em mã 71 99k nha mấy chị ơi. Tôm mì màu quá xinh. Tôm mì màu hồng đất, hồng rút, rất là dễ thương luôn. Sale 99k. Lấy giúp em mã 71 99k nha mấy chị ơi. Con coi dạng thoải mái luôn. Ai lấy 71 cái chị ghi giùm em là mã 71. Dễ thương lắm. Sale mấy chị bao nhiêu tiền à? Dạ 99k. 99.000 đồng 71 99k. Một cái duy nhất nha mấy chị ơi. Phi size 45kg cho tới 65kg đổ về mấy chị mặc được. 71 chung hình. Có đơn 72. Chia sẻ like với em lên chiếc mã 72. Cái này đẹp nè. Em có cái y chang luôn. 71 em hết rồi, 72 giùm em nha. Cái 72 này là Louis Vuitton, hàng 4 chiều. Đẹp lắm luôn. Quá sang mấy chị ơi. Ai lấy cái đầm, ai lấy cái áo này em xem mấy chị luôn. Đợt trước là 250, hàng này hàng Hồng Kông nha mấy chị. 4 chiều luôn, từ 45 cho tới 65 cân mặc vừa. Áo này em sale với chị 130 ngàn. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy em mã 72 130 thôi à. Áo này nó thì không lấy là hôi luôn. Đơn giản quá sang. Có một lần sale rẻ nhất là 250. Louis Vuitton, hàng Hồng Kông. Đẹp lắm. Áo này là từ đường may cho tới đường vải, đường chỉ. Và cho tới cái form áo cũng đẹp nữa. Đẹp cực kỳ luôn, dạ. Mấy chị lấy áo này nha, dễ thương lắm. Lấy em mã 72 nha mấy chị ơi, 130 thôi à. 45 cân cho tới 65 cân là vừa. Ai lấy các chị comment. Chị nào mà 67 cũng vừa luôn á. Tại vì nó 4 chiều mà nó nhích lên được nha. Nó giãn mạnh lắm á. Ai lấy comment giùm em. Dạ. Lấy tay mã 72 nha mấy chị ơi. 130. Con cao cấp chuẩn xịn nha mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn nè. Mấy chị ơi, cho em like, chia sẻ like cho em thì dấu chấm bài nha mấy chị nha. Còn mấy set bộ nó lát xem rổ mấy set bộ cho xong mã luôn. Rồi bây giờ cho em cái áo này, áo Gunness. Trời ơi, áo hiệu nha. Áo Goose là áo hiệu nha mấy chị nha. Mã 73 nha mấy chị đẹp. Riêng mã này em bao mấy chị mặc luôn. Mão này là Made in Cambodia. Và cái áo này rất là mắc, 450 một cái. Hàng hiệu của Goose.
À lấy áo này em xả mấy chị 150 luôn. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy 3 mã 73 150 à. Áo này là hàng hiệu của Goose, rất là đẹp. Áo này giá của nó mắc lắm á mấy chị, mấy chục đô á, hàng xịn á. Bao mát nha mấy chị ơi, cầm rất là nặng tay à. Lấy áo này từ 45 cân cho tới khoảng tầm 60 kg nha, 60 kg quay đầu thôi là mình mặc được áo này. Các chị để dành đi tốt mặc nè. Rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. 73 cho chị Hương Vũ à. 73 cho chị Hương Vũ 150. Đó có đơn à. 74 có một cái áo Burberry màu xanh đen. Áo của Hồng Kông luôn á mấy chị, 4 chiều. Quá đẹp mấy chị ơi. Áo này em nói thiệt không đẹp thôi luôn, nghĩ mua nha. Rất xinh. A lấy ghi giùm em 74 à. Dạ, 74 nha mấy chị ơi, màu xanh đen à. A lấy 74, riêng hàng này hàng xịn nha. 300-400 một cái lợn, 4 chiều, Gucci, cái lợn Burberry. A lấy bản này xem mấy chị 150, 74 đi ạ. À. Xe quá lỗ mấy chị ơi, 74, 150 của Burberry nha mấy chị nha. Cái xanh này lấy đi mấy chị, rất đẹp luôn, 74. Lên bao trắng da luôn, hợp phân co giãn thoải mái nha. Quy size 45 cân cho tới 65 cân là mình sẽ vừa. Chị nào lấy các chị ghi giùm em là 74 là các chị sẽ có đơn. 150 nha mấy chị đẹp ơi, rất là rẻ luôn à. Đẹp cực kỳ luôn và đặc biệt nữa rất rất là dễ thương của Burberry. Chiếc vải bao mát nha mấy chị ơi, lý tem mã 74 150. Hàng xịn Hồng Kông mấy chị, đẹp lắm. Còn một cái duy nhất sale rất là lỗ luôn đó nha. A lấy 74 ghi giùm em là 74 là các chị sẽ có đơn nha. Dạ, mấy chị ơi xem like chia sẻ like giúp em từng cái này còn bộ nè, sale lỗ luôn đi. Bộ này là lỗ mấy trăm ngàn luôn á. Em lên chiếc mã 75 nha, xếp bộ nha mấy chị. Bộ này là lỗ mấy trăm ngàn luôn, mã 75 đi mấy chị. 75. Dạ. Quá đẹp mấy chị ơi. Set này là lỗ mấy trăm ngàn luôn á. Set này của Hồng Kông. Chị nào 62 kg đổ về mặc được. 45 cho tới 62 kg đổ về mặc được. Rất là sang nha mấy chị ơi, lên giúp em mã 75 một set à. Thì có bộ này mặc đi chơi rất đẹp luôn mà đáng đồng tiền luôn. 62 kg, 63 kg vừa. 65 cân cũng vừa. Em có nguyên bộ của Hồng Kông 800. Chị nào đặt trên like em sẽ tặng luôn 180 một bộ. Wow, quá rẻ mấy chị ơi, lên giúp em mã 75 180 nha. Sale quá rẻ luôn mà. Đẹp cực kỳ luôn, cách đây là khoảng 2 tuần trước em có sale bộ này là 350. Ai coi like nhớ. Nay em sale cái chị 180 một bộ luôn, hàng của Hồng Kông, hàng xịn. Đẹp lắm luôn. Mã này mà không lấy là hơi bị tiếc nha mấy chị ơi, lên giúp em mã 75 180. Sale 180 thôi. Má ơi, bán bao lỗ luôn rồi đó. 75 chị Tú Huệ. Dạ có đơn à. Ai coi like chia sẻ like rồi lên cho em áo này luôn à. Lấy giúp em mã 76 rồi. 76 còn một cái. 76 còn một cái Levi đỏ. Levi Cambodia luôn. Màu đỏ quá xinh. 45 cho tới 65 cân vừa. Levi đỏ. Lấy giúp em mã 76 rồi. Ai lấy 76 sale cái chị 130 luôn đi. 76 130 nha mấy chị ơi, còn đỏ lên. Cái Levi này là em bán 160 em mới bán được. Thật cự luôn. Sale mấy chị 130 ngàn nha. Lì vai đỏ 4 chiều. A lấy 76 ghi là 76 là có đơn. Lấy giúp em mã 76 130 nha mấy chị ơi, phơm co giãn thoải mái luôn à. 4 chiều mấy chị, 4 chiều nha. Hơn nhau có tí xíu à, nhưng mà nó đẹp lắm luôn. Siêu co siêu giãn luôn á mọi người. 76 trắng nha mấy chị ơi, lấy giúp em mã 76 130. A lấy 76 ghi 76. Mấy chị ơi xem like cho em xin chào. Ôi Kenzo nữa nè. Có được một cái Kenzo màu xanh đen 77. Dạ. Mã 77 à. Tự giác đọc cái Phương. Đọc lớn lên Phương. Mã số mấy à? 77 à mấy chị ơi. 77 đi các chị ơi, Kenzo nha các chị nha. 45 cân cho cái mẫu này cho em là tầm 57-58. Các chị sẽ đổ về mặt được 57kg đi. 57kg nha. Chị nào lấy áo này xả các chị 130k đi các chị. Lấy em mã 77 nha mấy chị nha, 130 thôi ạ. 77 130 Kenzo màu xanh đen à. Màu lên rất là sáng da nha mấy chị ơi, lấy em mã 77 130. 50 mã số 77 à, 130 Kenzo xanh đen. Áo này đẹp lắm luôn, 57kg mặc vừa lấy đi mấy chị. Lấy form rất là đẹp nha mấy chị nha, hàng chuẩn xịn à. Lấy ôi thiệt 77, luôn, có những cái áo rất đẹp luôn á mà mọi người không lấy em thấy tiếc luôn á mọi người. Áo này cực xinh luôn á mấy chị. A à, lấy comment ghi giùm em là 70 mấy. 77 chứ chị Trung Huỳnh à. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Lên tiếp mã 78 à. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ, chia sẻ like tương tác giúp em nha mấy chị nha. Lấy em mã 78 à. Rồi Dior luôn, lên cho em con Dior này luôn. Sale bao lỗ luôn á. 78 mấy chị ơi.
Dior này 45 cân cho tới 65 cân mặc vừa. Dior này 4 chiều nha. Dior này là 4 chiều nha. 250. Chị nào đặt trên live sale 130 luôn. 78 130 nha mấy chị ơi, một cái duy nhất à. Dior này là quá đẹp luôn á mọi người. Màu xám trắng nha mấy chị ơi, ly pe mã 78 130. Mã 78 130 đi. Ai lấy 78 ghi 78 giùm em. Phong cao coi giảm thoải mái nha mấy chị ơi, ly pe mã 78 130 của thương hiệu Dior. 78 à, 130 của Dior. Chị Phương Thảo Bạch à. Phương Thảo Bạch có đơn. Ai coi like chia sẻ like giùm em mọi người. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác cho em cho một dấu chấm bài nha mấy chị nha. Em còn được. Mấy chị ơi. Cái này là em còn được làm mấy hộp 1 2 3 4 5 còn được 5 hộp trà xăm cuối cùng. Đắt rất là xa. Ai nhớ trà xăm cao cấp của Hàn Quốc một hộp 100 gói không mấy chị? Trà xăm này rất rất là mắc. Một hộp này là 550.000 một hộp. Bé Anh còn được 5 hộp trà xăm cuối cùng bị sót kho. Ai lấy các chị comment nhanh tay nha, 100 gói nha. Các chị ơi uống được rất là nhiều và cực kỳ ngon. Một hộp trà xăm luôn rất là thơm. Trà xăm này vừa khỏe người và tăng cường đề kháng. Và đặc biệt nữa mấy người già uống rất là tốt. Pha nước ấm uống cực kỳ ngon và khỏe luôn. Ai nhớ trà xăm này không mấy chết. Dạ, chia sẻ ra giúp em nha. 550 một hộp. Bây giờ chị nào đặt trên livestream của em xả tặng các chị một hộp trà xăm 199.000. Quá dễ mấy chị ơi. Lên giúp em trà xăm nha mấy chị ơi, 199k thôi ạ. À. Bé Anh còn được 5 hộp cuối cùng. 550k sale các chị 150, trà xăm của Hàn Quốc cực kỳ ngon và cực kỳ thơm. Dạ, lên giúp em trà xăm nha mấy chị ơi, 199k. Có những người là không có coi, có những chị hồi xưa mà mua cái trà xăm này nè, không có coi được cái like, thật sự luôn, hồi xưa hộp trà xăm này rất là mắc. Em còn được 5 hộp nên là em sale luôn, đắt rất là xa. Trà xăm có GMB của hàng luôn, để em đọc đát của nó nè. Đát tháng 11 năm 2023 là tới năm 2024 rồi còn gì nữa. Sao tiết mù khơi luôn. Ai đã từng uống trà xăm này chưa cho em xin cảm nhận. Hộp của nó 100 gói. Của Hàn Quốc. Lấy giúp em trà xăm nha mấy chị ơi, 199k một hộp và một hộp rất là nhiều nha mấy chị nha. Mấy chị pha mấy chị uống rất là thơm. Ở bên Hàn Quốc người ta dùng cái này mà người ta trẻ đó mấy chị. Uống trà xăm nha mấy chị ha. Em chứ chị Nguyễn Hằng một trà xăm à. Đó ai lấy cái chị comment còn được có 5 hộp thôi. Sale mấy chị luôn 199k. Dạ, lấy giúp em trà xăm 199k nha. Uống rất là ngon và tốt cho sức khỏe luôn à. Đó ai lấy thì mọi người comment giùm em nha mọi người ha. Dạ. Như giùm em là trà xăm là sẽ có đơn. Rồi em qua chứ. Tiếp. Này là cái gì đây? Lấy giúp em mã 79 nha mấy chị ơi. Em đang tiếp đồ ạ. À. Mấy chị ơi xem like chia sẻ like cho em xin dấu chấm bài tương tác nha, mấy chị hãy để theo dõi like nha. Em còn mấy set đồ bộ nè, em tặng luôn nè. Ai lấy luôn nha mọi người ơi. Mà mày lấy 79 à. 79. Lấy giúp em mã 79 nha mấy chị ơi, đồ bộ ạ. À. Xe bộ này luôn 130. Quá rẻ. Bộ này được bán 185.000, bộ này là đẹp lắm. Bộ này bộ con bò. Lấy giúp em mã 79 một set nha mấy chị ơi, 130. Bộ này là lụa nha, 100% là bằng lụa. Không phải là cô tông poly. Không phải những bộ 75-80 ngàn các chị mua ngoài chợ đâu. Ai nếu từng mua những cái vải mà nóng nóng thì nó khác. Bằng lụa 100%. Bộ này rất là đẹp, bộ này là 185, sale 130. Chất vải rất là mát nha mấy chị ơi, bao coi giảm nhưng mà lên giúp em mã 78 nha. Pyjama nhiều người bán lắm, em khẳng định các chị luôn. Nhân riêng những bộ này nhà Kinh Ly, em nói thiệt bộ lụa mặc cực kỳ đẹp mà chất của nó Latin mát cực kỳ. Sale cả bộ luôn 130.000. Lấy giúp em mã 78 nha mấy chị ơi, 79 nha mấy chị ơi. Bộ này 62 cân, 63 cân đổ về mặc được luôn. Bộ này là form cũng thoải mái luôn á, form rộng luôn á chứ không có bị ngắn nha. Bộ này cực kỳ đẹp, sale 130. Dạ, chất vải rất là đẹp nha mấy chị ơi. Ai lấy mấy chị comment giùm em. Nói chung đồ bộ nhiều loại lắm mấy chị. 180 sale 130. Có những bộ rất là cao cấp và những bộ rất là sang luôn. Ai lấy cái chị comment giùm em nha. Lấy giúp em mã 79 130 nha mấy chị nha, đồ bộ à. 79. Mấy chị ơi chia sẻ like giúp em nha, mấy cái bộ nào cùng bên giúp em nha. Rồi em có bộ này luôn. Bộ này mắc nè. Bộ này là hồi xưa bán 220. Latin Sara hàng xịn, mã mấy? Mã 80 à. 80 đi các chị. Lấy giúp em mã 80 nha mấy chị ơi, đồ bộ à. Các chị nhìn hàng Latin nè,
đẹp cực kỳ luôn, mã số cho em là mã 80. Dạ. 80. Chia sẻ like giúp em lên giúp em mã 80 nha mấy chị ơi, xét con vịt rất là đẹp ạ. 80 nha. 80 nha mọi người ha. Xét này tầm cho em là 45 cho tới 58 59 kg đổ về. Ai mặc vừa set này em sale với chị luôn 130.000 bộ. Rất là xinh nha mấy chị ơi, lấy giúp em mã 80 130 một set. Latin lụa nha mấy chị ha, mã cho em mã 80. Mang rất là thoải mái nha mấy chị nha, co giãn luôn rồi ạ. À. Lấy giúp em mã 80. M80 à, ai lấy M80 ghi là M80 có đơn. Còn được một bộ duy nhất sale 130 luôn. Lấy giúp em mã 80 130 nha mấy chị ơi, màu vàng lên rất là sáng da luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn. Ai lấy các chị comment giùm em là có đơn nha mọi người ha. Mấy chị ơi xem like cho xin dấu chấm bài tương tác nha mấy chị đẹp nha. Rồi em lên tiếp mấy chị. Lên đồ bộ hay là lên thì tiếp mấy chị comment đi em lên tiếp. Mấy chị hãy lên mẫu nào comment giúp em nha. Có đồ bộ trầm, quần góp thì cũng có nha mấy chị đẹp nha. Rồi xe bộ này luôn mấy chị. Xét bộ mấy chị. Mã mấy? Lấy em mã 81 ạ. 81. 81 nha mấy chị ơi, một xét bộ ạ. 81. Em chào chị Thùy Nguyễn à, chào chế đẹp. 81 em còn được bộ, bộ này bán 199k. Có được một bộ bị bom, chế nào lấy mã này mã mấy? Mã 81 à. Em sale luôn bộ này nha, 110.000 đồng một bộ. Quá lẻ mấy chị ơi, lên giúp em mã 81 110 nha mấy chị đẹp nha. 110.000 đồng một bộ, bao gồm một áo và một quần. Bộ này từ 45 cân cho tới 60kg đủ về mặt được. 58, 59, 60 cân đủ về mặt được. Sale 110.000 một bộ, bao gồm một quần và một áo. Có giảm thoải mái nha mấy chị ơi, lấy em mã 81 nha mấy chị nha, 110 à. Ai lấy comment nha, một bộ duy nhất nha. Tại bị bom nên xem lỗ luôn á, 81. Chia sẻ like giúp em nha, lấy em mã 81, 110 nha mấy chị đẹp nha. 81 Thị Nguyễn. Có đơn à. 82 dùm em mấy chứ. Lấy em mã 82 nha mấy chị nha. Ai coi like, chia sẻ like dùm em. 82 mấy chứ. Ồ bộ này là siêu đẹp luôn, bộ này đi. Một set nha mấy chị ơi. Bộ này là bộ này là bộ nguyên luôn này, chưa bao giờ like luôn này. Mã mấy à? Mã 82 à. 82 đi các chị ơi. Xinh quá luôn. 45 cân cho tới 65 cân mình mặc vừa, 8 mấy? 82. 82. Giá nào vừa bộ này em sale luôn các chị 130.000 bộ luôn. 82 130. Bao gồm một quần và một áo, quần lửng và bao gồm một áo, siêu đẹp luôn. Xem mấy chị bao nhiêu tiền ạ? À? 100 mấy ạ? 130k, mã số cho em mã 82 là có đơn nha mọi người ha. Ai lấy 82 các chị comment là 82. Mấy giờ? Lên mã 82 giùm em mấy chứ. Cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ xinh luôn. Đây. Bao gồm là một quần và một áo. Chọn chị một cái đầm suông đi, chị 90kg chị Thủy Nguyễn. Chọn chị nhưng mà em không biết cái gu của chị là cái gu gì á, nên nhiều khi em không có lựa được, mất công lựa rồi không đẹp nữa, thật sự luôn, tại vì mình cũng không có biết cái gu của khách á, nên là chế coi la chế lựa giùm em đi. Mã này mã mấy? Mã 82 130. 82 nha mọi người ha. Lấy giúp em mã 82 130 nha mấy chị ơi, một set màu đen rất là xinh nha mấy chị đẹp nha. Chị cũng không lựa mà không biết gu cũng khó lựa lắm. Mấy chị ơi xem like chia sẻ like tương tác cho em. Lấy giúp em mã 83 182 130 nha mấy chị đẹp nha. Chị Thủy Nguyễn là 60kg à. Em còn đồ bộ nhiều quá mấy chị ơi, mấy chị có muốn like tiếp không? À đúng rồi, chị Hương lấy em cái tiếp kem lùng lùng ấy. Đúng rồi, một tiếp thôi. Chị đưa em đi rồi chị đếm ở trên đó là còn bao nhiêu tiếp. Dạ. Đây cái chị, em like cái này một tí nha, em sẽ xả cái này luôn. 60kg em thích là gu chị, chu cha mẹ ơi. Em thích là gu chị nữa, lỡ nó không đẹp rồi. Rồi 25 tiếp. Rồi chị không thích nữa là chết em luôn. Đây bây giờ em có cái này nè. Có quần không bên anh, quần lót hay là quần gì chế thì chế tiền lưu ơi. Dạ. Chị comment lại giúp em nha. Chị tiền lưu muốn mua đồ gì để em xíu em có mấy hàng lẻ nè, em sale với chị luôn. Mấy chị ơi chia sẻ like tương tác giúp em nha. Đây. Bây giờ em sẽ có cái tip này. Cái tip này là
cái kem này gọi là kem, nó giống như cái kem này nè. Em hỏi bên Hàn Quốc á, là cái kem này là mấy chị sau khi mấy chị thay da xong thì mấy chị sẽ xài được cái kem này. Cái kem này cho em là kem phục hồi. Thì sau khi thay da xong mọi người sẽ xài được cái kem này cho em. Và cái kem này mấy chị lên mạng mua đi, rẻ lắm, có 180-190 thôi mà xài rất là ok. Hiện tại em còn được mười mấy tiếp. Đắt của nó 2025. Kem này là lúc mà mấy chị vừa thay da xong là mấy chị bôi lên là được luôn, không cần phải đợi mấy ngày. Cái công dụng của nó là nó sẽ xài được giống như cái kem Asomel và giá thành của nó rất là mềm, 180 ngàn một tiếp. Nhưng em còn được mấy tiếp, hàng là hàng Hàn Quốc tặng em, nên em sẽ bán rẻ các chị luôn. Chị nào lấy các chị ghi là kem phục hồi, em tặng các chị 50 ngàn tiếp. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy giúp em kem phục hồi nha mấy chị ơi, 50k thôi à. Kem này là thương hiệu Cellfusion C, rất là nổi tiếng trên thị trường Hàn Quốc. Vì đây là sản phẩm công ty dược phẩm, đây là mỹ phẩm dược. Và sau khi các chị dùng cái này là các chị phục hồi được làn da. Da chị nào đang mỏng yếu và da có mạch máu, gân máu đỏ, các chị dùng được loại kem này. Ai lấy các chị comment nha, 50k một tiếp nha mọi người ha. Dạ, lấy giúp em kem phục hồi nha mấy chị ơi, 50k thôi rồi, xe quá rẻ nha mấy chị em ơi. Còn được là mười mấy, 20 tiếp là em hết. Chế nào lấy các chị cứ ghi là kem phục hồi là các chị sẽ có đơn. Dạ, lấy giúp em kem phục hồi nha mấy chị ơi, 50k à. Ai, like giúp em nha. Ai coi like các chị chia sẻ like ghi là kem phục hồi là có đơn nha mọi người ha. Sao quá rẻ luôn rồi, ra ngoài không có giá này đâu nha mấy chị ơi, lấy giúp em kem phục hồi à, 50k thôi. Lấy giùm cái chị Hương lấy giùm em cái này đi, cặp dầu gội Nhật màu xanh dương. Mấy chị ơi xem like chia sẻ like tương tác giúp em. Em còn được mấy cặp dầu gội của Nhật. Đáp xa tích mù khôi luôn, 2024-25. Em còn được 2-3-5 cặp. Cặp dầu gội Nhật này các chị lên mạng chắc luôn giùm em nha, 60-70 ngàn một cặp. Hàng này là hàng chính hãng. Kem phục hồi 50 ngàn nha. Ai lấy kem phục hồi các chị comment, dùng rất là ok. 2 tiếng em chứ chị Thái Chương luôn ạ. À. Nhiều người comment không có được hay sao á. Duyên đâu rồi? Lấy giúp em kem phục hồi à, 50k. Bà hỏi khách chưa là khách có comment được ở trên like không? Dạ không chị ơi. Tại sao bình luận không được? Là giống với chị Trần Ngân hôm bữa hả? Trần Ngân hôm bữa đâu có bình luận được đâu, xong chị phải lấy nick khác chị comment. Mà bên mình đâu có chặn khách hay gì đâu mà khách lại không comment được, thấy khách đặt hàng qua tin nhắn vậy? Là sao, chị thử ở nhiều nơi hả? Chứ bên em là không có chặn khách hàng hay gì hết. Mất công mấy chị comment không được, và mấy chị lại nói bên em chặn mấy chị nữa. Lâu lâu Facebook nó bị vậy á. Nên là ai mà lâu lâu các chị comment không được là không phải do bên em nha. Dạ. Mấy chị vẫn nhắn tin được, vẫn này nọ được, là do Facebook nó đang bị lỗi. Mấy hôm nay nó đang bảo trì hay sao á. Dạ, kem phục hồi chỉ có giá 50k nha mấy chị nha, còn rất ít luôn ạ. À. Rồi mọi người, em sẽ có cái dầu gội nha mấy chị đẹp nha. Dầu gội này giờ còn 5 cặp à. Thôi bây giờ em cho luôn. Ai chốt nha, một cặp bao gồm một gội một xả. Em tặng mấy chị một cặp luôn, 250. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy giúp em dầu gội nha mấy chị ơi, cặp dầu gội nha, 250. Cặp dầu gội Nhật này hôm bữa em bán các chị là 450. Em còn được 5 cặp cuối cùng, em xóa, mất công em để là em không có qua, em không có nhớ, không có like. Nên chị nào lấy sale luôn các chị luôn, hàng lẻ, em sale mấy chị luôn, 250 một cặp. Dạ, mùi rất là thơm nha mấy chị ơi, lấy giúp em dầu cặp dầu gội nha mấy chị ơi, 250 à. Cặp HS này là nó có collagen và đặc biệt là dòng này là nó trị gầu được luôn nè. Chị nào da đầu mấy chị có gầu nè hay bị ngứa thì các chị dùng loại này. Loại này là của Nhật, cặp dầu gội HS của Nhật, rất dạ, là đẹp. Mùi rất là thơm, rất là dưỡng tóc. Nó bao gồm là một gội và một xả nha, 250 ngàn một cặp nha. Chế nào cần thì các chị lấy ghi giùm em là dầu gội Nhật là sẽ có đơn. Ai lấy các chị comment giùm em cao cam kìa. Chị Hương lấy giùm em hũ cao cam. Mấy chị lên giúp em là cặp dầu gội nha mấy chị nha, của Nhật. Ở đó còn mấy hũ vậy? Còn 4 hũ cao cam duy nhất. Bị sót đơn luôn. Cao cam của Hàn Quốc này, hũ này cực kỳ ngon. Đây là cam Thanh Yên, rất là ngon. Hũ này em đang bán hồi xưa là mấy trăm ngàn, 200 mấy, 300 mấy không nhớ nữa. Bây giờ em còn được là 4 hũ. Chị nào lấy cao cam comment giùm em, xem mấy chị 150. Lấy giúp em cao cam nha mấy chị ơi, 150 thôi à. Cao cam 150 nha mấy chị ơi, uống là ngon luôn à, rất là tốt cho sức khỏe nha mấy chị. Ai cần thì mọi người lấy nha, cao cam 150. Ai lấy cao cam, các chị ghi là cao cam. Dạ, 150 xem rất là rẻ nha mấy chị nha, uống là ngon nha.
cực kỳ ngon luôn. Và đặc biệt cái dòng này là nó sẽ hỗ trợ là giảm đau họng nè, viêm họng nè, rất là tốt. Cao cam chứ, chị Nguyễn Hằng một cái. Mấy chị đang bị cảm nè, bị bệnh nè, mấy chị uống cái cao cam này nè, nó là mật ong và cao cam thanh yên của Hàn Quốc, của Jeju á. Cái dòng này rất là ngon. Mình pha, mình bỏ mấy viên đá vô rất là thơm ha. Để giúp em cao cam 150 nha. Ai bị đau họng thì mình sẽ uống ấm, nước ấm cho em là được. Rồi, ai lấy cái chị ghi là cao cam là có đơn. Dạ. 150 ngàn một hộp cao cam nha mọi người. Em còn số lượng có ít nha mấy chị nha. Để giúp em cao cam 150 à. Để em coi em còn gì lẻ lẻ không. Mấy chị ơi, muốn lấy xin tiếp sản phẩm nào còn bên giúp em nha. Ôi, kem đánh răng để đó đi. Coi em đánh răng cũng còn. Mấy chị ơi, xem like, chia sẻ like giúp em, muốn lên mã nào còn bên lại giúp em nha. Mấy giờ ta? 4 giờ mấy. Mấy chị ơi, còn đang coi like không? Mấy chị muốn like quần lót không? Em like tiếp. Mọi người ơi, ai đang còn coi like không? Chấm cho em cái chấm này mọi người. Mấy chị ơi, tương tác giúp em nha, mấy chị ra đây. Cặp dầu gội đó là xài hơi bị đỉnh luôn á. Cặp đó là ai hay bị ngứa da đầu là dùng cặp dầu gội màu xanh HS, đó là cực kỳ đẹp luôn. Xài thử đi, cặp đó hồi trước 450, xe có chị 250 ngàn một cặp thôi. Dạ, cặp dầu gội em với chị Thái Dương à. Rồi, em qua. Kem BB đi em, BB mình đâu còn đâu phải không? À, chống nắng anh Trô kìa. Chống nắng còn mấy tiếp hết luôn rồi nha. Mấy chị ơi, xem like cho em dấu chấm. Chống nắng anh Châu của Hàn Quốc. Kem chống nắng đa chức năng 3 trong 1. Và đặc biệt đây là kem chống nắng Sun Cream, là dòng kem chống nắng 365, chống được tia UV và đặc biệt là ngay cả tia UVA và UVB, bức xạ từ màn hình điện thoại và bức xạ nắng mặt trời. Dạ. Ai lấy cái chị ghi giùm em chống nắng. Lấy giúp em chống nắng nha mấy chị nha. Em xả tặng các chị 99 ngàn một tiếp. Quá rẻ mấy chị ơi, lấy giúp em chống nắng 99k nha mấy chị nha. Giúp dưỡng ẩm mịn da. Dòng kem chống nắng này là siêu nâng tông và cực kỳ đẹp luôn. Cao cam cho Thái Trương. Có đơn à. Mấy chị thích lên quần lót không thì em lên tiếp. Kem chống nắng này cực kỳ đỉnh luôn. Và đặc biệt dòng này là sẽ nâng tông cho da luôn và che khuyết điểm được cho da luôn. Kem chống nắng màu cam Ancho. Cục này là em bán các chị 100% hàng chính hãng. Ai lấy các chị ghi giùm em là chống nắng 99k một tiếp nha mọi người ha. Sale quá rẻ mấy chị ơi, rất là tốt luôn à. Lấy giúp em chống nắng nha. Có một cái hộp kem Duyên ơi chạy ra đây nhờ cái Duyên. Có một cái hộp kem kem đặc trị nám màu hồng á, ngay hộp trà gần đó. Ừ. Còn sót một hộp anh em ra sale luôn đi. Chia sẻ like giúp em nha. Chống nắng, ai lấy chống nắng ghi là chống nắng. Đây là kem chống nắng cực kỳ hay. Bà đưa em tôi cái kem chống nắng đang xài ngay cái thùng test á. Kem chống nắng này cực kỳ đỉnh luôn. Dạ. Em còn được 6 tiếp nữa em hết. Rẻ muốn chết luôn. Này hàng tôi đang xài đúng không? Đây mấy chị. Nè có cái tiếp này đi. Mấy chị đang xài ok, mấy chị mua xài đi. Em còn 6 tiếp nữa là em hết luôn rồi đó. Không dạ, bao giờ còn hàng. À. Em test mấy chị coi cái kem chống nắng này nè. Em cho một ít thôi nha. Ai mà đang bêu da thay da thì cứ 2 tiếng mấy chị chống nắng một lần. Nó sẽ nâng tông và đặc biệt là nó sẽ bệt, gọi là nó tệt vào trong da và nó không gây bớt rít luôn. Và đặc biệt nữa dòng chống nắng này rất rất là ok. Bao thánh luôn á mấy chị ơi. Khi mà thoa lên là bên đây nó trắng hơn bên đây nhiều luôn á. Mấy chị nhìn là mấy chị sẽ thấy rõ ha. Không bị rít nha mấy chị ơi. Mà đặc biệt kem chống nắng này cực kỳ thơm. Thơm lắm. Kem chống nắng đó đỉnh nha em, chị Thụy Nguyễn. Ai chưa xài thì các chị xài thử nha. 99k của Hàn Quốc. Dạ, xe rất là rẻ nha mấy chị ơi. Em còn mấy tiếp nữa là em hết rồi. Lên giúp em chống nắng 99k thôi ạ. À. Đây là loại kem đặc trị nám cực kỳ tốt. Ai đang thay da thì nhớ 2 tiếng chống nắng lại một lần. Các chị có thể vừa rửa mặt được, các chị thoa chống nắng lên hoặc là các chị đè chồng lên trên da không bị ảnh hưởng. Em có một hộp kem này là kem đặc trị nám. Loại này là đặc trị nám rất là mạnh, mở giùm mi hờ sợi. Dạ, lấy giúp em đặc trị nám nha mấy chị ơi. Xem like, chia sẻ like giúp em ạ. À. Chống nắng em có giá là 99k nha mấy chị ơi, mấy chị mua còn bên giúp em mà em còn mấy tiếp thôi ạ. À. Mấy chị nào xem like, chia sẻ like, cho xin dấu comment nha mấy chị ơi, để chị Minh lên like tiếp ạ. À. Kiểm tra coi dầu gội bưởi có nợ đơn không? Sao vẫn còn hàng kìa? Cặp dầu gội bưởi kìa Duyên. Đây các chị. Không, khỏi đưa đi chị. Rồi bây giờ em lên cho các chị cái này. Hộp kem này là giá 3 triệu nha. Cái này là ngang ngửa. Ở bên Hàn Quốc người ta gọi là kem kim cương á. Đây là cái hộp này giống như là kim cương vậy đó.
Cặp dầu gội cho chị Nguyễn Kỳ Phát. Dạ có đơn à. Nó giống như là kem kim cương vậy đó. Cái hộp này là 3 triệu, đây là keo đặc trị nám. Dạ. Hồi xưa em bán cho chị Trên Lai là 1 triệu rưỡi một hộp. Kem này là đặc trị nám và làm sáng da rất là nhanh. Đắt 2024. Hiện tại kem này em còn sót được một hộp duy nhất. Dạ, chị nào lấy các chị comment kem đặc trị nám. Lấy giúp em kem đặc trị nám nha mấy chị ơi, một hộp xài rất là lâu luôn à. Rất là thơm và kem này là đặc trị nám tàn nhang là mồi nồi mồi còn đúng hộp thôi. Kem nám chị có xài rồi nè, rất ok nha gái. Cảm ơn chị Oanh Phan. Dạ. Hũ này em nói thiệt mấy chị 3 triệu rưỡi. Ai chốt được hũ này đi các chị ơi, xài ngay một hũ là bay vết nám thấy rõ luôn, cực kỳ hiệu quả. Hết hàng rồi. Tại vì đợt mua sale được có hai mấy ba mấy hũ à. Alex kem đặc trị nám tặng các chị 499 ngàn. Quá rẻ mấy chị ơi, lên giúp em kem đặc trị nám à, 499k nha mấy chị đẹp nha. Ai mà đang coi like xài nhiều loại kem bị chai lì trên da thì xài kem này đi. Hồi xưa khách em khen căn này rất là nhiều nhưng mà không có hàng đó mấy chị. Đợt mua sale được hai mấy ba mấy hũ à, người ta mua hết trơn luôn. Bữa giờ nhiều người, có nhiều chị ở bên Mỹ á xài cái kem này rất là ngon mà kêu em hỏi còn không, không còn hàng. Cái này là không biết đâu ra shop còn được hộp nè. Kem đặc trị nám. Kem này rất mắc nha. Dạ. Ai lấy cái chị ghi là kem đặc trị nám 499 ngàn. Nhưng dạ, kem này là xài là sáng, mờ nám tàn nhang và thấy rõ luôn. Kem còn này rất là ok. Nhất nha mấy chị ơi, chị có giá 499k giúp ngồi thăm chị nám nha, dưỡng ẩm cho da luôn ạ. Bao luôn á, chị nào đang xài kem này mà thấy ok mua để dành nha, 499. Dạ, sale quá rẻ mấy chị ơi, hàng cao cấp ạ. Hộp kem này em bao mấy chị luôn, kem này rất là ok. Cho chị xem cặp dầu gội, đây là cặp dầu gội này chứ. Đây. Đây là cặp dầu gội HS của Nhật nè, bao gồm một gội và một xả. Em còn được hai cặp nữa em hết á, chế nào lấy ghi giùm em đi. Cặp dầu gội nha mấy chị ơi, 250 thôi à. Cặp này là 450, chị nào đặt trên live sale 250 luôn. Dạ, mùi rất là thơm nha mấy chị đẹp nha. Đắt rất là xa. Hàng của Nhật ngày sản xuất là ngày 2 tháng 12 năm 2021. Đắt của nó là được 4 năm kể từ ngày sản xuất là được nhiêu? Là tới năm 2025 lận á. Đắt rất là xa. Tới năm 2025 bao gồm một bộ bộ xả luôn. Dòng này là nó sẽ trị ngứa da đầu và đặc biệt là trị gầu và đặc biệt là làm suôn mượt tóc. Nếu ai hay bị da đầu ngứa và da đầu bị nhờn, bị dầu nhiều thì mấy chị dùng cho em cái cặp dầu gội này. Nó sẽ hỗ trợ rất là hay ha, của Hàn Quốc nha. Dạ. Ái lộn quên, sorry, của Nhật. Đọc lộn. Cặp dầu gội nha mấy chị ơi, 250 là xe rất là rẻ nha mấy chị. 250 ngàn nha mọi người ơi. Còn gì nữa? Em còn mấy cặp nó đẹp hết rồi mấy chị đẹp ơi, tranh thủ mua à. Còn cặp mà hả? Ê, còn cặp bưởi nè mấy chị, ai lấy cặp bưởi không? Đưa nguyên cặp bưởi đi. Bưởi là hai chai gội hả? Sao đó có ba chai lận mà. Đây mấy chị, em còn được hai chai dầu gội bưởi. Lấy giúp em dầu gội bưởi nha mấy chị ơi, em còn dầu gội bưởi nha. Em xả mấy chị luôn dầu gội bưởi nha, còn được hai chai. Ai lấy dầu gội bưởi, các chị ghi là dầu gội bưởi. Chai này là được một cặp của nó là bao gồm một xả một gội đó. Mà còn sót. Dạ. Chế nào lấy cái chị ghi là dầu gội bưởi. Em tặng cái chị 99 ngàn chai. Quá rẻ mấy chị ơi, lên giúp em dầu gội bưởi nha mấy chị nha, 99k. 99 ngàn đồng một chai dầu gội bưởi. Chế nào lấy cái chị ghi giùm em là dầu gội bưởi là các chị sẽ dạ, có đơn. Giúp mùi rất là thơm nha mấy chị ơi, giúp cái chai này là dầu gội bưởi của Anh Quốc ha mọi người ha. Rất là ok luôn. Chế nào lấy cái chị ghi là dầu gội bưởi nha các dạ, chị nha. 99 ngàn một chai nha, còn hai chai duy nhất nha mấy chị nha. Sale quá rẻ luôn ạ. Một chai 99 ngàn. Đắt rất là xa. Hóa hàng luôn rồi đó mọi người. Giúp chị gầu dụng tóc nha mấy chị ơi, giúp dưỡng ẩm da đầu luôn à. Đắt cực kỳ xa. 99k nha mấy chị. Tới tháng 2 năm 2025. Rồi. Kem đặc trị nám, kem đặc trị nám 499 cho chị Thái Chương nè. Dạ có đơn à. Đây. Cặp dầu gội bưởi, dầu gội bưởi một chai 99 ngàn. Dầu gội bưởi anh chứ chị Nguyễn Kỳ Phát một chai à. Ai coi like, share like giùm em. Em còn một chai nữa nha mấy chị ơi, chị có giá 99k thôi à. Ủa, kem kêu ông kiểm tra coi sao còn được cái đó vậy Duyên. Hả? Kiểm tra chưa? Là cái gì? Thôi kem kêu ông để đó đi, tối còn mấy hộp, tối nhiều người coi, tối nhiều người, có nhiều người coi xả luôn. Còn được 6 hũ kêu con ông còn sót.
Sao nãy ai nói xấu? Mấy chị ơi xem like chia sẻ like nha. Mấy chị còn xem like cho xin dấu chấm bài nha mấy chị đẹp nha. Rồi bây giờ đợi em tí. Mấy giờ rồi? Thôi giờ em xin xuống like đi. Nghỉ ngơi tí đi. Tối em like tiếp. Tối em xả hàng tiếp nha mọi người. Em còn đồ nhiều lắm á. Mà thôi em mệt quá. Em like hết nổi rồi. Ngày mai em xả tiếp quần áo mấy chị ơi. Ngày mai mọi người coi like nha. Ngày mai 2 giờ trưa mai các chị coi like tiếp nha. Tối nay 8 giờ rưỡi em vẫn like á. Tối nay là bùng nổ 8 tháng 8 chơi lớn đó. Tối nay các chị nhớ coi like có nhiều quà tặng lắm. Ai đang coi like các chị tối nay nhớ coi live stream của bé anh nha. Hẹn gặp lại mọi người tối nay. Bye bye. Cảm ơn. Chúc các chị buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp lại. Dạ có. Đơn này là hỗ trợ dùng tối. Nên là chị nào mà đặt hàng trong live buổi chiều nay thì các chị coi thêm giùm em thêm một live tối nha. Hỗ trợ khách nha. Live chiều nay hỗ trợ cho khách thêm live tối nay. Nên là chị nào đang coi chốt live buổi trưa mà mấy chị muốn mua thêm hàng thì em chỉ hỗ trợ vô mấy chị thêm một live buổi tối thôi. Tại vì thường thường là bên em xem không hỗ trợ nhưng mà thôi đi. Tại vì bây giờ cũng 4-5 giờ rồi cũng cần quá rồi. Hỗ trợ cho mấy chị đỡ tiền phí ship cho mọi người. Tối ai có muốn mua gì các chị canh like các chị mua thêm nha. Hẹn gặp lại 8 giờ rưỡi nha mấy chị yêu của em. Bye bye mọi người.